Mà đang em cũng chưa có thông báo like ta. Hai thiệt. Chị gọi đi. Mà chịu đi được đứng. Gọi đi. Bấm luôn. Bấm luôn. Em không có thông báo like luôn á. Không có thông báo like. Cứ vô trang thôi chứ. Cứ vô trang thôi chứ còn không có thông báo like luôn. Mà phải bút nhà mình đó. Kỳ không? Cứ kê lại đi Huyền. Hằng nào kê lại nữa. Kê lại chứ không ra không về đâu có hết. Cái này là của đi luôn à? Ừ. Cái này là khoác kia. Rồi lên nha, hello cả nhà. Chị nào thấy rồi tương tác dùng Nguyên nghe giọng mình ơi. Chấm tương tác thả tim thả like luôn dùng Nguyên nha. Ăn sáng thì không ngon vậy ta. Kiểu chi chi á. Đúng không? Hay cho cái sữa. Cho cái sữa. Không ngon. Hôm qua giờ về không uống được cái ly cà phê nào không ngon thử. Bé gái em không chị ơi. Rồi vào nhanh nha. Hello cả nhà. Chị nào thấy rồi tương tác với dạng mình ơi. Hello hello cả nhà. Rồi vào nhanh nha. Hello chị Hoàng Nhi nha. Hello chị Minh Trà. Hello chị Ngọc Kim Bùi. Hello chị Hoàng Nguyễn nha. Hello chị Hà Đông Huỳnh. Rồi Thái Nguyên lên. Hello chị Bích Hoàng Lưu. Rồi chị nào Thái Nguyên rồi tương tác cho Nguyên đi dạng mình ơi. Em vừa nhận đồ của chị xong, đẹp chắc. Cảm ơn chị Bích Hoàng Lưu nhé. Hello Kiều Hằng nha. Hello chị Trang Phạm này. Đừng nhắc lên nơi đầu của em nữa đi. Rồi vào nhanh thấy chưa chị em mình ơi, tương tác đi nha. Chấm tương tác thả tim thả like cho Nguyên như vậy mình ơi. Trưa này lớn bé chuyện hết, mình tới chiều nha. Mình lên tới chiều, mình cùng nhau lên đến chiều. Hello chị Minh Hiếu. Không có bạn nhưng không phải đi đón em. Hello chị Linh Nguyễn nha. Hello Hà Đông Huỳnh. Thảnh hơi thư thả. Chị Duyên Gia, em bị mà nhưng cũng hết rồi, gần hết rồi. Ai hỏi à chị? Ai hỏi áo à? Ai hỏi đi ra hôm nay. Hello chị Hà Đông Huỳnh, hello Hồi Thương nha. Rồi. Không có like chưa đó mấy đứa. Đấy. Có không có like rồi. Chứ sao không thôi. Thôi của Nguyên vẫn chưa có thôi. Cho cái chị này ra đảo trước đã nè. 4.600.000 không? Cái này nick nè, nick ảo nè. Đi du lịch. Nick ảo đó, hai đơn kia tưởng nhận rồi 1.000.000 á, mà xong cọc tiền rồi vậy mình cọc 200.000. Rinh vốn. Vốn. Mấy con người này rồi sẽ có báo nha. 1 2 3 Thích cái hồn. Một con heo thật là. Ủa mấy bao nhiêu món vậy? Ta nhiều ghê vậy. Mười mấy mô bả? Mười mấy mô 4.800.000 mô mười mấy? Ít nhất cũng 4 mấy, 5 mấy. Anh phải tìm mấy. Hiền đây. Tao dạ mình nghĩ
cọc 200.000. Nhiều quá nha, em phải click cái click ra như thế này nè. Y cái tờ sớ như thế này nè. Có một đơn 1.000.000 rồi. Thôi tạm thời là cho đi nửa bao đi rồi nha. Nửa bao trước còn lấy nái sau. Để còn lấy hàng mới. Thái Nguyên Vũ. Thái Nguyên Vũ đây, có coi like nghiệp nha chị nhá. Áo thiệt luôn ý. Còn đơn 1.000.000 đi cộng 100. Cộng 100 đi rồi. Mà xong ra không nhận, không nhận gọi không được luôn. Còn đơn này nó đi đơn xong cái là im luôn. 4.000.000 mà đã cọc có 200 rồi. 200 nổi công like với công ngồi lít đơn này hết mất tiêu rồi. Thiệt luôn. Đâu dám đi vậy mình. Đâu dám đi đơn đâu. Hồi sáng vô là thấy nick ảo. Nick này nhiều món hàng phải nick ảo. Em nói là không thiếu một cái món gì hết. Tạm là tạm lớp trên đi vợ mình ơi. Chia dần nhé, chia dần nhé. Chia dần lên. Mệt lắm, mấy cái này đã like quá hết rồi. Toàn bộ những cái mã đã hết hàng không á. Thế chết liên tục nè. Hai ngày à? Cái này có một ngày, với một buổi tối nào. Một buổi tối. Còn bên trước nó là đi rồi. Hai like đó. Hai like thôi. Mấy cái người này rồi sẽ nghiệp nặng. Nên thiệt luôn. Rồi lên đi dạo mình thôi. Nha bán thẳng hết cái này nha. Tạm phần 3 bao trước đi. Để còn đi hàng mới. Để còn đi hàng mới, tạm phần 3 cái phần 3 để còn đi hàng mới nha. Rồi lên chốt lên cho khách chia sẻ nha. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ dùng Nguyên nha. Hello dì, hello dì Lệ Xuân Trần nha. Rồi cho Nguyên con nè. Tạm là thôi màu gì cũng được đi. Cái này thì quá xịn rồi. 4 3 cái. Nha, rồi lên mã tặng xịn cho Nguyên. Màu nào cũng được nha. 3 cái 55 đổ về. 55 đổ về cho Nguyên con nè. Đọc gì không thấy. Chị mua hàng nhà Nguyên mà cọc lại là được 2 bao đài đó. Chưa tính mà khách. Toàn khách nhà Nguyên kiểu thế đó. Mua toàn là đóng bao to, đóng bao to. Rồi cho Nguyên con nè. Chị này là bom. Bom đó dạ mình ơi. Trời ơi buồn lắm luôn á. Cho cái để cái bao này 4 triệu. 4 triệu cọc có 200. Thì là em thấy lên cái đơn 4 triệu em bảo là à, chị ơi chuyển cọc thêm ít. Không nói không nặng chị hết luôn. Cái gì Nguyễn? Rồi vào nhanh đi chị nào nhanh có nhá. Xịn này dạ mà ơi tặng 25.000 màu vẫn được có 3 con thôi. Tặng 25.000 con này quá đẹp 55 đổ về trong mã 25 nha dạ mà ơi. Nha còn nửa bao đó tớ bán tặng sau. Bán tặng tặng không không? À, 2 phần 3. Ngay 2 phần mới sale 1 phần thôi. Rồi trong nguyên con này tặng 25, màu gì cũng được. Ba cái chả mình nhìn, nó xịn lắm. Con áo này nè, hàng này là bình thường nhập vô gần, hàng sale gần được gần 50.000 rồi đó. Đó, tặng 25.000, chốt mã tặng 25 cho Nguyên được. Ưu tiên cho khách chia sẻ nhé. Còn mấy mã tặng 25 cho Nguyên là ok nha. Rồi lên mã tặng 25. Hay là cái hàng này mình còn mình để lại đi. Cái này mình còn nè chị. Mà để lại đi, cái nào hết bán tặng còn cái nào còn đi thôi. Không chọn màu, chả mà không chọn màu. Cứ lên mã 25, chị nào ok một chút nha. Cứ lên mã 25 ok là lên nha. Rồi cho Nguyên con này 55 đổ về. Lên nè, Nguyên đang đi giảm 95.000. Xịn 25 cho chị Diễm Nguyễn. Chắc tin chị Phụng Phan luôn cái gì. Chắc tin chị Phụng Phan luôn nhiều Nguyên cái. Nhận hàng 2 set ring bé đẹp. Nó đợt này toàn hàng xịn không. Cái hàng đi chị mình đi mua ngò đắt lắm. Thế Kiểm tra cái tin nhắn của chị Phụng Phan cái. Rồi cho Nguyên con nè. Hàng này cũng đang đi 95.000 đúng không? Em bán tặng 60.000 luôn. Rồi lên lên. Nè, size 55 đổ về lên mã lên. Những chị nào mà những chị nào không có chia sẻ tạm bỏ qua những cái mã này nhé. Sale 60. Comment mã 60 chung là được. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên. Ba cái này, hàng này em đang sale 79, con này cực xứng luôn dạo mà thôi. Size 60. Và có đồ bán chị ơi, có đồ bán. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ dùng Nguyên nhé. Cái này nam ăn được, nữ mang được. Dạng cổ trụ như thế này, cổ dạng cổ V xíu nhạy như thế này dạ mình đây. Rồi cho Nguyên con nè. Size 62 mà vải rất là xịn. Hàng này Nguyên đang sale là 79.000 con đúng không?
Em bán tặng luôn 39k hàng con. Dạ mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùm nhé. Size L là hàng công ty. Hello chị Triệu Mỹ Lan nha. Rồi cho nguyên con này. Một tháng nữa thôi, ráng mà cài nha. Rồi cho Nguyên ráng cài kiếm tiền về quê ăn Tết. Rồi cho Nguyên con này lên mã. Mã gì? Mã sơ mi cho Nguyên được. 49.000 hàng này em đang đi 79.000. Lên mã 49k sơ mi đi. Có được 3 con nha, 3 con và size 62 vô tư. Không có ai chia sẻ hả em? 39 hay 49? Không có ai chia sẻ à? Mấy mã không có ai chia sẻ à? Chứ lên nè, lên chị cà rốt nè, lên chị cà rốt nè, sáng hồi nãy hình như đọc 39k 39-40 đại đi, đẩy luôn cho ra đảo luôn cho rồi, cho chị Yến Mary cái, cho Lệ Xuân Trần cái, còn cái phản xịn hàng Tina. Trời, bộ nó mang tét quá xịn. Chưa nhận hả? 26 à? Nót lại đây xíu nữa like xong kiểm tra. Cái này bị lộn rồi. Cái này mình còn hàng thì dung. Cái này mình còn hàng thì thôi dung. Cái này còn hàng thôi nè. Rồi ai nhanh có cái này, có hai con thôi. Hàng này Nguyên đang đi chị em xây 95.000. Cố gắng chia sẻ mạnh tay để view như vậy mà thôi. Nhiều lắm, trưa nay đồ bán xịn. Đồ bán còn hàng xịn không á. Còn hàng xịn nhưng mà giá quá là rẻ. Chị bóc trước cái áo khoác để em bán tặng đi. Ừ, khoác bé còn ít rồi nó cho em bán tặng đi. Rồi cho Nguyên con nè. Không. Áo sút ấy. 40-60 vô tư. Ừ. Con này 40-62 vô tư. Cho Nguyên con này em bán tặng cho em 79.000. Ai nhanh có luôn. Hàng này em đang sale 95.000. Có một cái xanh đen, cái màu tím. Đi 79.000. Con này quá xịn. Em nói là chưa bao giờ có giá 7 mấy mới đọc xong em. 79.000 đúng không? Chị em mình comment cái giá. Chị ơi từ từ từng mã em mới lên, đừng có giục em lên cái gì hết chị ơi. Từ từ em lên từng mã. Còn giục em lên nó không chạy không kịp đâu. Một trăm 39.000. Rồi cho Nguyên con này gấu. Có một cái thôi. Size 52 đổ về. Nhà cái nào nhà em chút. Đơn xong là đi đơn hết rồi nha. Rồi cho Nguyên con này lên mã riêng hãng xịn cho Nguyên. Con nàng riêng hãng xịn 169.000. 169.000. Em đây chị em con này 135. Dạ cho chị Nghĩa Trang. 135.000. Không chọn màu đi chị, đừng chọn màu. 135.000 con này. Rồi lên mã 135 nha, riêng xịn 135. Riêng xịn 135. Chị nào lấy riêng xịn 135 nha chị em mình ơi. Size 52 55 ấy nha. Con này cũng như thế luôn. Một con neo 135.000 luôn, một con gấu, một con neo. Size 52 55. Hàng riêng hãng. Con này hàng riêng hãng dùng Nguyên nhé, 135.000 trong là được. Nha, chốt mã 135 trong là ok. Rồi con này size S. Mã neo này có hai cái, tại cái này hàng còn mình để qua sau đi. Hàng này còn mình để sau đi. 135 một cái nữa, còn này để qua sau đi. Hàng này nhà em còn. Hàng này nhà em còn. Rồi. Rồi cho Nguyên con này luôn. Tiếp luôn con này luôn dùng Nguyên nhé, có được hai cái. Hết đi nhưng mà là hàng Quảng Châu. Phôm này 60kg ok luôn. Cái này dạ mua cho người lớn cũng được, mua cho bé cũng được, có hai con. Em bán tặng gọn chị em 49.000 luôn. 7989.000 của Nguyên đấy. Rồi lên mã này là mã 49 hàng tàu. Nha, rồi lên mã mũ 49. Có hai con. Nha, ưu tiên đây cho các chia sẻ dạ mình xem like cố gắng tương tác nhé. Thả tim thả like chấm tương tác luôn dùng là được. Rồi con này, hàng này là hàng 135-145.000. Khoác xịn dùng Nguyên á, 57 độ về. Áo hết đi cho chị lên lọ. 57 độ về. Riêng nam em còn ít chị, riêng nam còn ít là tới lên rồi. Rồi cho Nguyên con nè. Rồi lên mã khoác xịn, dòng này dòng xịn nha. Nhận hàng con này về dạ mình ơi. Ít ra dạ mình đi mua con này rẻ là 180.000 nha. Cái này em bán tặng luôn. Không lên sớm nổi. Đi vòng kiểu gì Huy qua 12 giờ mới lên được. Rồi cho Nguyên con này lên mã khoác xịn cho Nguyên. Hàng này em đang đi chị em 135.000 nha, 135.000. Em sale luôn, rẻ mình con này luôn nè. 75.000 nha, chốt mã 75 luôn. Cái này hàng bom hàng xã vậy mà nó. Chứ còn không có giá này chị Đông Hà Nguyễn. Cái này không có giá này. Rồi. Rồi cho Nguyên con này, lên mã khoác xịn cho Nguyên là được.
nha. Foxy, Foxy thanh thang vàng đỏ tím 75.000 nó luôn. Chị nào lấy mã Foxy, em nói nhà hàng con này về ưng này, rất là ưng luôn, hàng 135.000 con có. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên nhé. Rồi lên mã Foxy trong Nguyên là được. Thanh thang cho chị 50. Cho bớt ri áo gió đi chị. Rồi áo khoác đi, cho em bớt ri áo khoác đi. Nó ngàn ngàn cái số á. Ok chị 50. Xem like tương tác đi dạ mình ơi. Cái này răng đưa lên con cái đó. Đấy. Tới mấy ký? Đấy. Ồ. Tới 45 ký luôn à. Cái này còn ít nè. Lạnh nè, cũng mong lạnh lắm luôn. Mà lạnh ngày mai ta lại sale đồ lạnh. Ờ, đang thèm lạnh lắm luôn ấy. Chưa năm nào mà thèm lạnh cái này sai. Sai 25 kg vậy mọi người. Sai 325 đấy. Số 9 sai 325 được. Chứ mấy. Không vừa. 23 25 kg thôi. 23 25 kg thôi. Này 25 kg rồi. Dài xin được. Nè. Cái này to nè anh. Cái này tầm 40 kg thôi. 40 kg. Cái này to nhất rồi đúng không? 25 đến 40 kg thôi. Rồi con này em bán tặng nè, cố gắng chia sẻ đi dạ mình ơi. Cái này size to với hàng xúc như dạ mình ơi, con này hàng xúc size to. Từ 25 đến 40 kg mang ok. Nha, lên kèm số ký cho Nguyên là được. 25 đến 40 kg. Nguyên chạy size nhiều cái này rồi mà. Cái này chạy size nhiều rồi mà. Hai lớp như dạ mình ơi, mũ con này là mũ hai lớp. Từ 25 đến 60 kg sau view tối nay, trưa nay lên chậm quá. Trưa nay lên chậm quá, trẻ mình cố gắng chưa tương tác nha. Em bán tặng con này phát nè, size to bự nha. Con này size to bự. Nhưng mà em đi luôn trẻ mình là 53.000 cái. 53.000 nhá, con này là hàng xúc nha trẻ mình ơi. Từ 25 độ lên và 42 độ về, 40 độ về. Nha, cái này khoác bé gái với trẻ mình ơi, mùa nào bán được, con này hàng xuất khẩu ấy. Nha. Em đi luôn trẻ mình con này giá lên luôn trẻ mình là 53.000. 53.000 em nói em tính từng nghìn ấy. Cái này săn được hàng xe vậy em nói. Cho nguyên con này khoác bé kèm cho nguyên số ký là được. Cho bé nhà mình từ 25 độ lên 53 cái độ về có sai. Ưu tiên lên cho khách chia sẻ xong mãi mãi cứ view. View chín mấy view ta. Trên này có người soạn hàng, dạ mình cố gắng chia sẻ nha. Để view lên xíu vậy em ơi. Để chia sẻ lên phát nữa nè. Cho nguyên con này khoác 53.000 kèm cho nguyên số ký là được. 25 độ lên. 25 độ lên và 40 độ về có sai. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Xe 30 bóc luôn chứ hàng đâu có ghi lại bóc. 30 chị đầu lên. Số 10 đúng không? 10 11 đấy. 11 cũng được. Em lên màu nào chút màu đó thôi chị. Ok, chút màu đó. Xe rất là rẻ. Số 9 đi cho chị Bích Văn. Số 9 chị Bích Văn. Em lên màu nào ok chốt thôi. Hàng này nó lẻ tẻ chứ không có đài sai á. Nên là em lên cái nào cảm thấy ok có sai là chốt. Viễn có cái sai to, cái sai nhỏ, không được đài. Nha, không được đài. Rồi chị nào lấy cái này khoác lên luôn luôn. 53.000 mà dễ mình không săn được con áo hàng xúc cho con mình nữa thì thôi luôn. Em nói thật sự luôn, nó rất là xịn. Cái chị Mão Trịnh 36kg luôn. Mão Trịnh 36kg luôn. Rồi chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nha. Vậy Bích Văn có rồi nha chị ơi. Em đi 53.000 con. Rồi chốt nhanh tay. Ủa trời ơi con này. Rồi cho nguyên con này hồng. Hồng da cá nhé dạ mình ơi. Hồng da cá nhé, rồi lên hồng. Hồng này to hơn. Size 14. Cái này em chốt đến 40 kg nè. Rồi cho nguyên lên con này đi. Nha, chị nào lấy cái này lấy 30 kg cho chị Hà Nguyễn đi. Lấy 30 kg cho chị Hà Nguyễn đi. Rồi hồng này size ra. Hồng này còn có 3 cái. Trước thôi, cái nào ít thì cho em lên luôn đây. Cái nào ít cho em lên luôn đây đi. Có 3 cái hồng thôi. Này, cái phong cái size to đấy em mang được luôn với chị mình thôi. 32 này, 35 này và 40 có đúng 3 con này thôi. Chị nào lấy khoác hồng mũ của nó toàn bộ là hai lớp chị em mình nhìn cái bộ khóa kéo của nó này. Mà đi 53.000 rẻ hơn con áo thun chưa?
Đó, chị nào lấy cái này lên nhanh tay lên luôn, mã phát hồng trong là được. Có đứng có đơ gì không mà không thấy tương tác ta? Sao thấy chậm thế? Nha, chị nào lấy hồng comment hồng trong là được. Giá chị ơi lên kèm cái size. Nha, nguyên có 32, 35 và size 40 đổ về là ok. Chị nào lấy hồng kèm size trong là được nhé. Phát hồng kèm size. 40 cho chị Thảo Nguyễn. Rồi, hết hồng. Hết hồng. Rồi tiếp đi chị. Thì ngang một size rồi lần sau ghi lại thôi chứ chị phải lật ra lật về. Rồi tiếp luôn cho nguyên con này. Màu này đủ sao? 25 đồ lên cho 35. Không. Số 8 này làm 22 thôi. Số 8 là 22 kỹ thôi, số 9 mới 25. Số 8 tầm 22 hơi dài xíu được. Rồi cho nguyên màu bò cho nguyên kèm size nhé. 53.000. Dạ không vừa chị ơi. Không vừa. Rồi cho nguyên con này màu bò nhé. Nó rất là đẹp luôn. Nhìn con áo này nè. Mà em đi luôn trẻ mình chỉ có 53.000. Chị nào lấy bò, cái màu nặng trang gái gì mà ăn được hết á. Nha. Giá đi luôn trẻ mình là 53.000. Chị nào lấy bò comment bò kèm size cho nguyên là được nhé dạ mình ơi. Bò kèm size. Hồng hết rồi chị. Bò đủ ri không? Bò đủ ri bởi vì ti ti. Hết bò. Hết bò nhá. Rồi tiếp đi chị. Cái này từ 25 kg đến 40 kg. Rồi cái màu xanh. Mũ toàn bộ là mũ 2 lớp nha. 53.000 thôi. Em nói là siêu siêu rẻ luôn. Rồi cho nguyên con này xanh hoa nhé. Từ 20, từ số 8 hả chị? Hay từ số 9? Con này từ số 8 à? Số 8 là 22 độ lên. 22 độ lên 40 độ về. Đủ ri không? Đủ ri không cần ghi đâu. Rồi cho em ri màu xám chị đang cầm. Em đi chị mà 53.000 thôi. Bao rẻ luôn ý. 12 kg. Cái này ri nhỏ à? Cái này ri nhỏ từ mấy tới mấy? Tới sao nhất số mấy? Số 8. Số 8. 22 đổ về. 20 đổ về. Tới số 8 đúng không? Nhanh 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 đi. Em đang like. Mì dài em hết rồi. Tới 18 kg đổ về. Con này em đi chị anh 49.000. Màu này anh cực đẹp luôn. Màu này đúng chuẩn đẹp luôn ý. Nhìn nè. Rồi lên cái này sẽ đi nhí nè. Em đi chị anh 49.000 con. Sao cho bé nhà mình từ 10 kg đổ lên. 18 kg đổ về là ok nha. Cái này riêng nhí em đi chạy em 49.000 thôi hả. Còn một ly xanh thang nữa à, chốt kìa. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xám trong là được, kèm số ký trong là ok. Tương tác đi chị em mình ơi, cho hàng bé lên sao thấy chậm quá. Xám nhá, kèm size 18 xám chứ gì. 18 xám cho lên lọ kìa, chút đơn đi. Rồi cho lên màu khác đi. 6-18 cho chị lên lọ. Em không lên chị Hà Phan. 6-12 cho chị Phương. Này lẻ 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 thôi. Này đi to đi nhỏ gì. Đi to đúng không? Có 2 cái à? Cái này có 2 cái đó. Cái này size 32 và cái size 30. 16 kg cho chị Ngô Thị Lợi. Hello chị Hồng Na nhé. Cái này có 2 cái đó. Rồi cho nguyên con này. Nam phải có, nữ có nam chứ ai lên nam hết chị. Rồi cái này em có 32 kg với 30 kg có 2 con. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho nguyên con này, nó thật sự không bao giờ gặp đâu giá rẻ như thế này hết á. Giá này là sale hết rồi. Sale hết rồi, còn ít là sale hết á. Cho nguyên cái này có 2 con thôi. Một con size 32 và một con size 30 có 2 con. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 30 và 32. Đây luôn kẻ mình 53.000. Màu bò này nguyên còn 30, 35. Bò còn 3 cái. Bò còn 3 cái. 32 vậy Phương. 12 cho chị Phương Trương. Chị Phương Trương lên giúp em cái địa chỉ với chị ơi. Rồi tiếp luôn cho nguyên con này. Màu bò cho nguyên nhé. Bò có 30 với bò 35. Màu này trai gái gì mà ăn được hết á. Những cái tông màu này trai mang được và gái mang được luôn. Và em đang đi dẻ mình 53.000 con. Giá này gọi là cực kỳ rẻ luôn. Nhá chị mình nhá. Con này là hàng, này là hàng xúc. Nhà này chuyên hàng xúc thôi. Này. Hai mũ, một áo lộn mũ 2 lớp. 30 với lại 35 màu bò. Chị nào lấy mã này lên luôn dùng đi. Đấy, 32 cho chị Phương Nguyễn. Rồi chị nào lấy bò kèm sao. Bò 35 này.
bò 35 này. Rồi còn bò 30 thôi, còn hai bò 30 chị nào lấy bò 30 comment lên bò 30 chung là được. Bò 35 cho chị Tuyết Vinh. Rồi đưa màu chung lên thôi. 30. Này từ xe máy. 38 40. Thôi từ 30 độ lên 40 độ bò về. Bò 30 cho chị cà rốt. Màu này màu gì ta? Màu rút đi. Comment màu rút cho Nguyên nhé. Comment lên rút cho Nguyên. Trời ơi 53.000 con. Comment lên rút cho Nguyên nhé. Size dành cho bé nhà mình từ 30 độ lên 42 độ về có size. Nguyên mang được cái size 42. Nguyên 52kg mang được cái size 42 là chả mình biết. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên. Comment mã rút kèm size. Nha chúc nhanh tay mã rút kèm size. Comment lên rút cho Nguyên là được nhé. Kèm size. Size cho bé nhà mình từ 30 độ lên nhá, 30 độ lên. Chắc là hay là đi hàng lẻ trời. Không lẽ là đi hàng lẻ. Lên hàng bé chứ. Phải lên hàng bé chứ, chứ không lẽ là đi hàng lẻ nữa à. Cho em cái bộ thú này cho nó xịn đi. Bộ thú này cho nó xịn hàng Tina này, hàng này hàng xịn lắm luôn. Sao từ mấy đến mấy ký đâu? 12 đến 26. Nhận cái bộ này về chỉ có ưng thôi chị em mình thôi. Cưng dễ sợ luôn mà vải nó đã lắm. Này. Ghét chưa? Từ 12kg đổ lên. Bộ này là bộ hàng này là hàng hãng đấy chị em mình. Hàng này hàng thương hiệu rồi. Không nhá. Không nhá. Con này hàng thương hiệu rồi. 12 đổ lên. Và bé nhà mình 26kg đổ về. Nhìn cái bộ đồ này chị em mình ơi. Cưng cực kỳ luôn. Vải đã lắm. Cái này có một ri thôi. Nhanh tay nhá. Rồi lên mã voi xanh cho Nguyên là được. Cưng. Từ 13 đổ lên. 26kg đổ về. Hôm nay còn được vài ri nữa thôi. Nguyên đi luôn chị em mình con nè, 95.000. 95.000, ít nhất em nói là dòng rẻ nhất đúng chất vải này là 135.000, 145.000 rồi. Em đi chị em con này 95.000. Rồi lên mã voi xanh kèm cho Nguyên là số ký nha chị em mình ơi. Từ 13 độ lên và 26kg độ về có sai. Lên mã voi xanh cho Nguyên là được. 13 độ lên, 26kg độ về. Tương tác ít là em chuyển nha, em không like đồ bé nữa chị em mình nhé. Em là chuyển đi hàng lẻ thôi, để đồ người lớn thôi. Chứ không mất công những cái mã này hàng nguyên ri á. Thứ có một cái mà mạng chậm ít chút mệt lắm. Mất công là lẽ tẻ sai ra. Voi thì nào lấy voi xanh cho Nguyên liền. Kèm cho Nguyên có số ký là ok. Cái này nó xịn lắm. Voi 14 cho chị Linh Phan. Hàng Tina hàng hãng chị em mình luôn. Này. Trời ơi. Mà đi cho dạ mình hết luôn chị Úc Phan. Mà chạy cho dạ mình lên dạ mình là có 95.000. Còn rẻ hơn, thậm chí còn rẻ hơn đi nhập sĩ nữa luôn. Xong mà đi bé gái thì hỏi bé trai, đi bé trai hỏi bé gái trời. Rồi chị nào lấy voi chút voi chung là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Khủng long đỏ không được đây. Cam à, cá cam chung là được. Lấy mã cá cam luôn chung là ok. Trời ơi nhìn. Rút 35kg cái quát rút hồi nãy á. 75 không. Còn màu đỏ, còn màu xanh thôi. Con đỏ con xanh thôi. Rồi cho nguyên con nè, trời ơi. Hết à. Hết rút 35 rồi chị, nhìn nè. Nhìn nó xịn sò không. Túi hộp nè. Đó, mà đi có 95.000 con nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cá cho nguyên kèm số ký là được. Nga vẫn từ 13 độ lên 26kg độ về. Cái này em không về xe đại nhé. Cái nào không có xe đại như vậy mình ơi. Còn nhỏ mới thích những cái hộp hình như thế này thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên dùng nguyên nhé. Không lên những cái đằng sau nha. Mình đang like cái này, tập trung like cái này thôi. Ôi em lại đi hàng lẻ nha. Chứ thì chán ta. Rồi cho nguyên con này. Cứ like cái này là chị em mình cứ hỏi cái kia. Chị nào lấy cá chốt cá chị Tri Phương lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em đi chị. Lên hẳn địa chỉ lên hẳn số điện thoại luôn trên like cho em đi. Nha từ 12 độ lên 26 độ về. Nguyên like cảm thấy chị nào cảm thấy cái nào ok là mình chốt dùm nhá. Chứ còn cứ like cái này cứ hỏi cái kia, like cái này cứ hỏi cái kia. Bó tay luôn. Rồi chị nào lấy cá comment cá. Rồi cho mã khủng long. Cá cho chị Tri Phương, cá cho chị Lê. Rồi lên mã khủng long. Cái này em nói là quá xịn quá đẹp. Về sờ chắc mướt mượt mượt tay luôn. Bộ xịn nha. Cá 20 cho chị Hồng Nguyễn. Nhìn nè. Rồi cho nguyên mã khủng long cho được. Mua phản phát hẳn mấy con này luôn đi. Rồi cho nguyên con này lên mã khủng long cho là được như vậy mình ơi. Khủng long. Size cho trai nhà mình từ 13 độ lên 26kg độ về là có size. Nó quá là xịn. Nha chị nào lấy khủng long comment khủng long xong là được. Giá đi luôn trẻ mình là 95.000. Nha chị nào lấy khủng long chốt khủng long. Nhìn cân chưa? Phải xịn sò. Rồi ai lấy khủng long comment khủng long xong là được. Nha chốt nhanh tay mã khủng long kèm cho nguyên cái số ký là ok. Rồi tiếp với một mã nữa thôi. Một mã vàng nữa thôi. Rồi cho lên mã này là mã vàng nữa luôn. Tương tác với chị mình ơi.
Rồi cho nguyên con này Phương. Trời ơi, ghét chưa, lên mặt khủng long vàng đi, chút màu vàng chung là được. Khoảng từ 13 độ lên, khoảng từ 13 độ lên 25 độ về. 12 cho chị Hoàng Ái. Nha, 13 độ lên 25 cái độ về, cái đó lên sau đi. Để lên sau đi. 13 lên giờ lên 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 bộ lên sát rồi trước. Rồi cho nguyên con này lên mã vàng, cho nguyên kèm số kế cho nguyên là được. Chị mình nhìn cái áo này. Phải cực kỳ đã luôn. Hàng xịn nha, hàng cao cấp với dẻ mình ơi. Rồi luôn dùng nguyên con này. Chị ơi chị chốt chuẩn đi ơi chị ơi. 95.000 mà mình chốt mình còn đổ qua đổ về, em không đổ qua đổ về đâu. 45 13 cho chị à. Coi like nhà em để khách cũ khách mới gì cũng như thế, chốt chuẩn còn không đỡ hết lên. Lên hết còn sai nào là mình chốt nha. Chứ em không đổ qua đổ về đâu. Nha, rồi cho nguyên con này lên mã vàng kèm cho nguyên số ký là được. Vàng kèm số ký cho nguyên là ok, giá lên cho mình 95.000. Em không đổ qua đổ về đâu chị, khách mới khách cũ gì cũng như nhau. Khách có làm tí ngày 1 mua ngày 1 cũng như thế thôi. Mình mua không là từ từ mình chốt. Lên hết các mã, ok có cái nào có mình chốt. Rồi chị nào chưa có chốt nha, cho nốt cái mã kia nữa là hết. Khủng long vàng 15 cho chị Tú Nguyễn. Rồi nốt cái mã này nữa là hết. Rồi lên mã cam chung là được. Khủng long vàng 15 cho chị Diệu Hồ. Bộ này là xịn. Bộ này quá là xịn luôn. Rồi lên mã này là mã cam. Chị mình nhìn con quần của nó này. Đã chưa? Nhận hàng về bao phê. Khủng long vàng 20 cho chị Hợp Nguyễn. Comment mã cam chung là được. Kèm cho nguyên số ký là ok nha. 95.000 mua bộ đồ như thế này, trời ơi cưng không, mà vải nó đã lắm luôn á. Rồi chị nào lấy cái này lên cam kèm size cho Nguyên là được, dán đi luôn chị, mình 95k cho mã cam. Chị nào lấy cam chút cam cho Nguyên là ok, còn mấy mã cam cho Nguyên là được nhé. Cam có ri thôi, 95k cho mẫu cam. Chị nào lấy cam chút cam cho Nguyên là được. Cam 22 cho chị Ti Ti. Cái đó chưa, cái đó chưa. Cam 18 cho chị Lương Cửu. Cái này là cái này sao? Cái này sai máy mất. Cam 26 cho chị Lê Thu Hà. 10 độ lên 24 độ về. Trời ơi nhìn cái bộ đồ chị em mình ơi. Bộ Tina hàng xịn nha. Hàng Tina hàng xịn. Đẹp mà chắc vải nó quá là sướng. Bộ này mang Tết cũng đẹp nữa luôn nè chị em mình nhìn. Cam 12 cho chị Khánh Trương. Mưa mà chưa lạnh. Ngày mai sẽ lạnh. Mưa mà chưa lạnh. Trời ơi. Là gì là sao chị ơi? Trời ơi cái bộ này em nói là nó sướng luôn. Cái áo này không mua mấy tiền chạy mình ơi. Phát luôn. Đẹp quá Chung ơi. Ơi Chung này. Này. Bộ hàng hẳn xịn nha. Bộ Tina bộ xịn ấy. Bộ Tina hàng là hàng luôn, là hàng đắt như vậy mình ơi. Nè. Cho nguyên con này nhá. Cho nguyên con này. Nguyên bộ bộ có cổ nè. Khủng long vàng size 25. Em đi bằng giá luôn. Em đi bằng giá 95.000 luôn. Em nói là chỉ có sướng thôi. Rồi lên mã cổ, vải nó quá là xịn. Em nói nhận cái bộ này về đảm bảo rất rất là ưng luôn ấy. Rồi cho nguyên con này lên mã cổ xanh kèm cho nguyên số ký là được. 10 ký độ lên hả chị? 24 ký độ về à? Chỉ có 10 ký độ lên, 24 ký độ về là có size. Sang những cái mã này. Vài hôm nữa làm gì có hàng sale vậy mà nè. Giá này là đã được giá sale rồi. Em nói nè, giá hàng này là đã được giá sale rồi. Bình thường đi nhập sĩ không ra giá 95.000. Mới thật sự luôn. Toàn nhập trên đầu trăm hết. Rồi cho Nguyên mã này là mã cổ xanh. Comment mã cổ xanh cho Nguyên nhé. Đẹp xịn sò. Chị em mình nhìn cái con áo của nó nè. Nhìn nè, nhìn nè. Lên mã cổ xanh cho Nguyên kèm số ký là được. Nha, lên mã cổ xanh kèm số ký. Sai cho bé nhà mình từ 10kg đổ lên, 24 kg độ về có sai. Cổ 15 cho chị Tú Nguyễn. Thứ còn ri nên là chị em mình tranh thủ, không phải có nhiều. 95.000 luôn. 95 còn xíu nữa xây đại là 105, hàng Tina xây đại 105. Này chị em mình ơi. Em nói là phê cái bộ đồ này luôn, chị nào lấy cổ xanh kèm số ký cho mình là được. Nha, chốt mã cổ xanh kèm số ký. Cổ 20 cho chị Hợp Nguyễn. 10 độ lên, 24 kg độ về có sai cho mã này. Này chị em mình nhìn cái bộ đồ này. Chị em mình lên mã cổ cho Nguyên nhìn cái bộ đồ đây chị em mình. Cổ 13 cho chị Châu Lê. Rồi nhá, chị nào lấy cổ xanh chút cổ xanh cho Nguyên là được. Cái này mỗi thứ còn ri 2 ri thôi. Nha, đây là chị em tranh thủ. Rồi chốt nhanh nhá, chị nào lấy cái này. Ủa mà khách chốt nhiều lắm mà. Để chị đọc cho em. Khách chốt nhiều lắm mà, em chốt tới đâu rồi? 15 nè. 12 cho chị Khánh Trương. 15 còn không chị? Không. Chị Bích Hoàng Lưu. 15 còn nữa không? Không. Chị Tú Nguyễn. 12 chị Khánh Trương có rồi đúng không? Khánh Trương có rồi. 15 chị Lê Thu Hà. Lê Thu Hà nhanh tay đi.
12 cho chị Ái Hoàng. 19 chị Ti Am. Rồi ok nhé. Ai lấy cái này nữa lên nhanh tay cho Nguyên nhé. Còn em mã cổ xanh em đã nhận hàng bộ này về chỉ có sướng thôi. Bộ hàng hả chị ạ, mình nhìn cặp quần của nó nè. Nhìn nè. Chắc bao phê luôn nha. Chị nào lấy cổ xanh chút nhanh tay cổ xanh kèm cho Nguyên số kế là được. Cái này xe to à? Xe to à? Hay là toàn bộ tay nhí? Còn bộ tay nhí à? Chị bán hàng lưu lan giúp em cái này, điện thoại luôn với mã chị. Mã này chỉ có toàn xe nhí thôi. Việt Nam em còn XM lên sao nha chị ạ. Chị ơi chốt đơn xong là đi đơn hết rồi chị Trung Thủy nhé. Rồi tiếp tục cho em đi. Y ngang cái size nó thôi. Rồi thấy thì y cái nào thôi. Chị được một bộ cổ xanh thôi nha. Khủng long vàng hết rồi chị. Khủng long vàng hết size rồi á chị Tiêm. Ui trời ơi. Này. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Chị ơi chị chốt chuẩn đi chị. Đừng có đổ qua đổ về. Chị nào đổ qua đổ về không chốt đơn nha. Em nói trước ấy. Để chị cái chảo. Cái chảo chị đặt lên trang cá nhân giùm em. Chảo thì đặt lên trang cá nhân cho em nhé. Mình chốt chuẩn chứ đổi qua đổi về là em không chốt đơn đâu. Hàng này thứ còn ri ri à. Này chị em mình nhìn. Đẹp gọi là đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc luôn. Hàng hãng nha. Rồi cho nguyên con này. Comment mã này là mã cổ vàng vẫn sai đó luôn nha. Vẫn sai đó luôn. Sai dành cho bán nhà mình từ 10kg độ lên 26kg độ về có sai. Chảo thì chị em mình cứ đặt lên trang cá nhân cho em đi. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã cổ vàng kèm size. Size cho trai nhà mình từ 10kg độ lên 24kg độ về thôi. Bộ này mà không săn nè, em nói không biết săn cái hàng gì luôn. Nó quá là xịn. Nha, lên mã cổ vàng cho Nguyên là được. Cổ vàng, chốt cổ vàng size 13 chị Út đi. Rồi cho size 11 chị Trung Thủy. Rồi ai lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên đi. Rồi chị nào lấy cổ vàng comment cổ vàng kèm size cho Nguyên là được. Rồi tiếp cho em đi. Màu xanh. Không có 30kg đâu chị. Cái này không có 38kg. Cái này không có 38kg. Bộ kia hình như còn sắc nách đúng không? Không tương tự nữa rồi. Chị để chị ghi xíu này chốt xong để ghi cũng được. Chứ mà chốt mà phan mã khác. Sắp xếp làm cho nhanh với làm gì. Rồi cho nguyên con này. Comment mã cổ xanh luôn dùng nguyên là được. Chốt đơn xong là đi đơn nha chị ơi. Giờ nói chịu luôn ý. Rồi cho nguyên con này lên mã xanh dương cho nguyên được kèm cho nguyên số ký là ok. Nha, lên mã xanh dương kèm số ký. Nha, lên nhanh tay xanh dương kèm số ký cho nguyên là được. Phản sai từ giờ mã này lên 95.000. Nó quá là xịn cái bộ này. Chị nào lấy xanh chung là ok. Này không có 40kg đâu chị. Cái này bị lộn rồi chị. Áo nơi quần nơi. Xanh lấy 13 chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Xanh 13 chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Họ mở ra kiểm tra cái quần nhé. 11 chị Trung Thủy. Không có size 30. Chảo em còn, chị đặt thì chị đặt lên trang cá nhân đi chị Phan Thị Tố Lo. Nha, chị đặt thì chị đặt lên trang cá nhân giùm em. Rồi nhá, chị nào lấy cái này. Thế em đọc đi chứ sao Hiền. Xanh dương 15 cho chị Tú Nguyễn. Có 20kg đó chị. Rồi chị nào lấy chốt trên tay nhé. To đi, 6 tuổi nhất lên xe to đi. 6 tuổi nhất lên xe to đi. Ok chị Phạm Thị Ly. Chị Phạm Thị Ly đơn cũ đi rồi nha chị. Cái nào nhà em đơn cũ để lâu là nhà em chốt hết rồi đó. Rồi chị nào lấy, còn mã hết mã cổ rồi đúng không? Hết màu rồi đúng không? Hết màu rồi đó dạ mà nó. Em đi gọi có 95.000 nhận cái bộ này về chỉ có phê thôi. Rồi tiếp cho em cái bộ nó đi.
mưa phải kèm theo lạnh. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, lên một mã nữa thôi. Chuyển bộ đi, chậm quá, chậm rất là chậm luôn. Những cái bộ xịn à, bộ hàng hãng này khó tìm lắm chị em mình ơi. Dễ gì mấy năm mới có được hàng sale. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này, comment mã này. Không chị, áo tung em đang không có hàng. Rồi cho nguyên con này lên xíu đồ bé nữa thôi chị em mình ơi. Chuyển đơn qua đồ bé, qua lay mai hoặc là lay cuối tuần đi, hoặc buổi tối đi, kém quá. Cái nào nhà em chốt đơn xong là đi đơn rồi chị. Trên Burberry từ bữa giờ nhà em chốt đẩy luôn rồi, không còn hàng đâu. Rồi cho nguyên con này lên mã chữ vàng, em vẫn đi chị em 95.000 cùng một hãng, 95k dùng nguyên nhá. Đây chốt mã chữ vàng cho mình được, phải nó phê như này nè chị em mình ơi. Hãy sang những cái bộ này về cho con. Đây chị nào lấy cái này lên mã chữ vàng kèm cho nguyên số ký là được chị. Chuyển đừng like đồ bé nữa. Ít áo thun nữa thôi. Ít áo thun nữa là like chậm quá. Cực kỳ chậm luôn chị em mình, xem like cố gắng tương tác đi chị em mình ơi. Thả tim thả like chấm tương tác đi nhé. Lên vàng cho Nguyên kèm số ký đi. Chị nào lấy vàng comment vàng kèm số ký cho Nguyên là được. Ghi một lần thôi, cái là lần sau hoặc ghi ở ngòi bì một cái thôi. Có riêng bé trai mà chậm quá chị ơi. Vàng hay hai cho chị lành thì bỏ. Bộ cọc bé gái à, bộ cọc bé gái. À còn mấy sếp bé gái cho nó kia gì. Bộ em đi 95.000. Máy xếp bé gái nữa. Cái này còn máy xếp nữa tôi nè. Bộ cá thì cứ lên số ký đi. Chị lên kia mẹ không có vậy nha. Ồ, mai lại lạnh rồi. Cá 14 cho chị Châu Lê. Mai lại lạnh rồi. Cái này em còn đúng 2 set là 16 với lại 18 nè. Cái này 16 với 18 nè. Chữ vàng với cổ vàng 16 ký hiệu Quốc Vương Nguyễn, lên thông tin cho em đi chị. Đây này chị, lên số điện thoại luôn, chị like cho em đi. Cái này bữa đi mấy hả? Một mấy hả? 115 à? 125 à? Trời ơi, cái này có đúng 2 set. Cưng lắm luôn ý. Size 16 với size 18 đúng 2 thôi. Rồi cho Nguyên con này đi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên đi. Comment mã này là mã set cho Nguyên là được. Bộ này quá là xịn. Cái này về mang test là quá là ok. Cổ vàng size 12 còn không? Cổ vàng size 12 cho chị Linh Phan. Rồi chị nào lấy set có 2 set thôi. Cái này hết hàng rồi nè. Còn đúng 2 set. Một set size 16, một set size 18. Set xịn nha. 125.000 nguyên set. Đấy, chị nào lấy set comment set. Màu đỏ này cũng đúng 2 set. Chị Quốc Vương giúp em thông tin với chị ơi. Khách mới khách cũ gì cũng lên địa chỉ kèm cả số điện thoại mới chốt đơn, không có thông tin em không chốt đơn nha. Rồi lấy mã đỏ vàng luôn cho Nguyên là được. Vàng 16. Vàng 12, 14, 16, 18 cho Nguyên là được. Ai lấy cái này lên mã set vàng cho Nguyên kèm số ký. 12, 14, 16, ok dịp với Quốc Vương Nguyễn lên thông tin rồi. Rồi cho Nguyên mã xếp vàng kèm cho Nguyên số ký là được. 12 đổ lên, 16 đổ về. Cổ xanh 22 cho chị Linh Phan. Đó, chị nào lấy cái này lên mã xếp vàng cho Nguyên là ok. Xếp vàng kèm số ký cho Nguyên là được nhé. Cái này có size to à? Cái này có size to à? Cái này có đến 40kg. Dạ có chị ơi. Ôi, tương tác kém ghê luôn. Em thấy chưa, tương tác kém ghê luôn. Thế ờ, 100 view mà tương tác quá là kém luôn. Con này size 40kg nè. Em đi luôn chị em mình nè. Vàng 12 chị Phương Nguyễn đi. Vàng 12 chốt cho Phương Nguyễn đó. Rồi cho Nguyên con nè. Size này 40kg luôn. Có một bộ, có một set size 40 nè. Size 40, size 38. Cái này em đi 135.000 nè. Từ 25 đổ lên 40kg đổ về. 135 cho size to nhé. Nhỏ nhỏ cho người ta like. Rồi lên mã set vàng kèm số ký 40 con set. 135.000 135.000 135 size 40. 135 size 35 thì phụng phan luôn. Rồi có mã set rồi. 35 35 thì phụng phan.
phụng phan. Ủa xe bốn chục em chốt chưa? Chưa. Xe bốn chục kìa, cho chị Nguyễn Bảo Ngọc kìa. 135. Sao bữa nay không vô rơ gì trơn ta? Còn 25, 28 với 30 thôi. Còn 25, 28 với 30, còn được 3 cái thôi. Nên bộ gái ngắn tay chỉ có bộ lửng thôi, chị bộ 40 em hết rồi. Hết bộ 40 rồi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng. Em một người coi thôi, mắt chị rất còn cái ri nào cũng như thế mà mắt chị phải mở. Cái ghi một cái thôi. Rồi chị nào chưa có chốt, sách vàng chị ở kèm số ký. Bộ ngắn thì hiện tại chỉ có áo tay cọc và quần lửng thôi. Xếp vàng. Chị Nguyễn Bảo Ngọc chị lấy 28 hay 30 đó chị ơi. Là bộ à. Ôi, cái này váy. Váy thì còn, cái váy này chị mình cứ đặt lên trang cá nhân. Chị nào mà muốn ví dụ như không có thời gian coi like cái này chị mình đặt lên trang cá nhân được. Là gì mẹ Bảo Ngọc không lấy 40 kg à chị? Chị ơi chốt chuẩn cho em đi. Để còn chốt cho khách khác nha. Mình chốt chuẩn luôn để còn chốt cho khách khác nha. Cái này em còn được ri nè. Nha, cái set này cũng quá là cưng luôn. Size cho gái nhà mình từ 25 độ lên 38 cái độ về, cái này okay, có đúng chị. Viền. Chị nào thêm thì ghi thêm giùm em nha. Rồi cho nguyên cái này có đúng một ri thôi. Không, em không lên những cái mã phía sau nhé. Mã phía sau là những cái mã lẻ thôi, có một cái lên nó không có đài size đâu. Hôm nào em la hàng lẻ móc từng cái ra dạ mình chốt. Rồi cho nguyên con này set, cái set này về em nói là chị nào về cũng ưng hết nè. Đảm bảo cái set này về chị nào cũng ưng, đi trẻ mình 79.000 cho size to. Bằng dạ mình đi mua con áo. Đúng bằng con áo. Dạ em không có 45kg đâu chị. Cái này có đúng 1 ri, còn đúng 1 ri. Size cho gái nhà mình từ 25 độ lên và 38-40kg vô tư luôn. Còn đúng 1 ri trong váy cao quần nha. 1 ri duy nhất sale luôn trẻ mình set này giá 79.000. Hàng này hàng size to là 105. Sáng nay mới nhận đồ 5 set bé gái yêu hết cỡ luôn. Còn rẻ nữa đúng, set này nguyên cả set này mua 79.000. Hàng này hàng 105 của em. Đó, cái này nó còn ít nên là em sale thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Comment mã này. Comment mã này lên luôn dùng nguyên mã này. Có cái nào em lên cái đó chị ơi, nãy giờ lên bộ nam mà có thấy chốt đâu. Rồi cho nguyên con này được một ri duy nhất. Nha, còn ri duy nhất từ 25 độ lên. 40 cho chị Mio vỏ lấy cái size to nhất ấy. Size to nhất dưới cùng nè. Size to nhất dưới cùng ấy. Lấy cái size số 9 đó cho chị Quốc Vương Nguyễn. Chị Quốc Vương Nguyễn đi. Size 9. Cái này còn một cái size 40. Cái cũng còn, trong đó em có up lên trang cá nhân ấy. Lấy cho chị Ni Hà số 12. Ni Hà số 12. Ni Hà số 12. Cái này còn có set à, 38kg. Đó, chị Phụng Phan mới vừa nhận về đó. Quá là rẻ, em thấy cái này em sale quá là rẻ luôn. Rồi trong nguyên con này còn đúng một set Elsa màu xanh. Lấy số 10 cho chị Minh Điểm rồi. Số 10 chị Minh Điểm. Rồi ai lấy cái này lên mã xanh cho nguyên là được. Xanh này có 1 thôi nha. Xanh này có 1 và size 38, 40kg ok luôn. 38 đến 40kg nha, chốt xanh cho nguyên là được. Em đưa luôn trẻ mình cái set này giá lên trẻ mình 79.000 cho màu xanh. Rồi nhá, chị nào lấy xanh comment xanh cho nguyên là được. Cái này như xe nhí. Này em phải mở ra em ghi cái số ở ngoài em. Cái số em lắp ở trong á. Mở ra ghi cái số ở ngoài á. Cái này có xây nhí đi chị em mình ơi. Được, 38 cái 38 40 được. 38 ok. Rồi trong cái con này cam, cam này cam nhí. Cam này cam nhí. Cho chị Trần Phúc. Cái này cam nhí, chị nào lấy cái này lên cam nhí cho qua được, càng cho nguyên số ký. Chị ơi cả lớn cả bé. Cái này cả lớn cả bé. Nó số máy đây. Chốt tương tương sai, 8 cân nó tầm khoảng 22kg, dở lên lại con. Thì cái nó giống như là cái size mặc định rồi, cái nào mà ấy kiểm tra lại size thôi.
Rồi cho nguyên con này. Cam nhí nào? Cam nhí 16 có kìa. Em lấy số 4 hoặc số 5. Số 4 hoặc số 5 là ok. Cam có 35, chị cam này chỉ có nhí thôi. 22 đổ về thôi. Cam này chỉ có 22 đổ về, không có size to nhé. Đây chị nào lấy cái này lên luôn dùng 75 cam. Chị My trên Mio chưa có đúng không? Chị có được một cái thôi, không được hai chị ơi. Rồi 15 thì lấy số 5 hoặc là số 4 rồi. Có số 1 kìa Phương Nhi. Một chị Phương Nhi. Sách xanh người ta chốt rồi. Đây đây đây. Số 1 số 2 được. Hai chị Phương Nhi. Lấy số 8 cho chị Khánh Trương. Số 8 chị Khánh Trương. Số 8 chị Khánh Trương. Không có size to cô ơi, không có 30 kg đâu chị. Không có size to số 8 à. Cái này size cò à chị. Mấy ký? 35 ký tới 55 ký, cái này ai nhanh có. 35 đến 55 ký. Hàng xịn đó luôn. Hàng này hàng 135, 139 nha chị mình ơi. Đúng 2 ri nha. Từ 25 đến 35, à quên lộn. 25 vậy? Bắt đầu từ 25. Từ 35 đến 55 ký. Ôi trời, cái bộ này em xây gọn lên chị em mình, bộ này 95.000 luôn. Những cái bộ cồn ít khi nào mà có giá này lắm. Này chị em mình nhìn cái cổ của nó này. Nè, xịn sò không? Rồi cho nguyên mã này lên mã nách cam cho nguyên là được. À, nách xanh cho nguyên là được nha chị em mình ơi. Kèm cho nguyên số ký là ok. Nách xanh kèm số ký nha chị ơi, kèm số ký. Lên mã nách xanh kèm số ký. Em đi luôn chị em mình 95 nghìn. Em đọc cái số ký như này chị em mình chốt nè. Từ 35 đổ lên 55 ký đổ về thì trong cái khoảng size đó có cái số ký của con mình là chị em mình cứ lên đúng số ký là chốt nha. Rồi lên mã nách xanh kèm số ký cho nguyên là được. 35 đổ lên và 55 ký đổ về, chị em mình cứ lên mã này là mã nách xanh kèm số ký là được nha. Nách xanh kèm số ký cho Nguyên là ok. Giá lên luôn chị mình con này 95.000. Chị nào lấy mã nách xanh, chốt mã nách xanh cho Nguyên là được. 95k nha. Nách xanh 55 nha chị Trần Quốc. Cái này 30 ký không vừa đó chị. Phải là 35 ký đổ lên, 55 ký đổ về là ok nha. 35 đổ lên, 55 ký đổ về là chốt được. 36 với rằng 30. Nách xanh 36 cho chị Quốc Vương Nguyễn. 30 lắm chị cũng có. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên xanh cho Nguyên là được, kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Nách xanh kèm số ký cho Nguyên là được. Sang kể cho em cái áo này đây chị. Sang kể một cái áo này nách đi. Nách xanh 40 cho chị, người tình trăm năm. Cái này chị em mình tranh thủ rồi em soạn riêng xa ra sao em xem. Ui trời ơi. Này chị nào nhận con này về rồi. Từ mấy đó chị? 10 à? 10 tới 23 ký à? Cái này con ri thôi nè. 2 ri à? 10 đổ lên 23 ký đổ về. Con này quá là xịn. 10 đổ lên 23 ký đổ về. Cái này 1 ri thôi nha. 65 nghìn không ta? Đi chị em 65 nghìn con này nha. Chị em mình nhìn con áo này. Đây cái này đúng 1 ri. Chị ơi không có 30 ký. Em đọc từ 35 đổ lên mà. Phải là 35 đổ lên. Áo nó còn ít xíu nữa bỏ qua luôn cho Nguyên đi. Mấy cái nó còn ít xíu nữa lên luôn đi. Lên xem đồ lớn đi. Lên đồ bé chứ này chậm lắm luôn á. Rồi chị nào lấy cái này lên trắng kèm sai. 10 đổ lên 23 đổ về có sai. 65.000 con này. Con này quá là đẹp luôn nha, quá đẹp con này luôn. Rồi ai lấy cái này lên trắng kèm cho Nguyên cái số ký là được. Trắng kèm số ký 10 đổ lên. Rồi lên trắng kèm số ký cho Nguyên là được. 10 ký độ lên, giờ còn sai mấy ký đó? 19 ký độ về, có size to nữa chị. Hàng này có size to nữa. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Lên mã gấu trắng đi. Comment mã gấu trắng đi. Gấu trắng kèm sai. Nha, chốt nhanh tay mã gấu trắng kèm sai. Không có 19 ký độ về. Nát hồi nãy 40 còn kìa. Nát hồi nãy 40 còn kìa. Bộ xanh 40 cho chị Quyên đổ. 8 ký không có chị. Trắng hồi nãy hết 23 rồi chị. 23 hết rồi không đủ cặp. Trắng hồi nãy 16 gì lệ xuân trần rồi. Trắng hồi nãy 16 gì lệ xuân trần. Không có size to, cái này không có size to đâu chị. Gấu này chỉ có size đến 23 đổ về. Gấu này đến 23 ký đổ về nó xịn sò cái này mà. Đi giảm 65 nghìn. Nha chị nào lấy cái này lên mã gấu trắng kèm trong nguyên số ký là được.
khoảng 10 kg độ lên 2-3 kg độ về có sao nha. Đó, chị nào lấy gấu trắng, chút gấu trắng trong nguyên liệu, ok bỏ vô chị. Gấu trắng từ 10 kg độ lên 23 kg độ về là có size. Và giá ở đây luôn chị em là 65.000. Nha, chị nào lấy cái này lên gấu trong nguyên liệu được. Gấu trắng kèm số kế trong nguyên liệu ok. Có bộ nào con là Rina Seton chị. Chị em mình đang còn theo dõi like tương tác đi. Có cả trăm chị coi like mà sao tương tác kép ghê luôn ấy. Cả 1 tiếng đồng hồ, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Buổi trưa tranh thủ có người soạn hàng vậy mình ơi. Buổi tối thì view cao nhưng mà không lên được. Chốt đơn xong là đi đơn hết rồi Phương ơi. Đọc to lên em, chốt ai đọc to lên như thế người kia là không không có nghe chốt đơn, tưởng không có đơn mất công. Rồi cho nguyên con này. Gấu 20 kg cho chị em lên tí. Xíu nữa thôi, em không lên nữa nhé. Rồi cho nguyên con gấu 23 cho chị Liên Kim Nguyễn người em. Gấu xanh này size to phải không chị? Từ 35 tới 45. Xanh này chỉ có to từ 35 kg đến 45 kg thôi. Cái gì? Con này chốt mấy ký? Số 8 này chị nghĩ rằng chốt 35 ký đi. 89 thì ngang tầm khoảng 25-28 ký thôi. 40-42 thôi. 40-42 tới số mấy đó? Bọn này chốt nó rộng rộng xíu được. Chị đọc, em đọc cái số chị coi nè. Số 8 đó ngang tầm khoảng 25 kg. Số 9 tầm khoảng 30-32. Chị dỡ một xăm chị mở lại cho em. À 30-32 đúng không? 11 là tầm khoảng 35 kg. Không, là 35. 35. 12-38. Chị mở lại chị coi. 3 hoặc 35 kg, không đừng có chốt lên nữa là nó bị ấy đó. 30-32 này. 32 cái hoặc là 35 cái được. Đừng chốt to quá nó không ấy. Thứ nhất lên xíu được. Không, con này không tới 30 kg, còn 28 kg thôi. Con này 28 kg thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Thôi, cái nào đã không ấy thì bỏ ra phân sai lại sau. 42 cho chị Phương Nguyễn. Cái sai lại sau đi. Rồi, chị Phương Nguyễn lấy 42 hay 32 đó chị ơi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Kèm cho nguyên cái số ký là được. Xanh 38 cho chị Nguyên Đỗ. Cái này kèm số ký cho nguyên là ok vậy mà nữa. Size to là 69.000 hay 75.000 thì này. 75.000. Không. 69.000 xe cồ kìa. Xe tới 50 mấy, 6 mấy kia mới 75.000. Con này 32 cho chị Phương Nguyễn. Con này 69k nha. Ok chị Phương Nguyễn. Con này 69k rồi, lấy mãi gấu xanh cho được. Không, để lên sau đi. Cho em lên hàng lớn. Đi hàng bé chậm lắm. Cái hàng bé bắt mệt luôn. Khách thì hỏi hàng bác, hôm nào cũng nhà em như thế này nè, bắn đi như thế này. Cứ chốt đơn để cho chị, hôm nào chị like được đồ bác, chị gom được đồ bác rồi đi đơn. Đó, mà cứ hẻ lên đồ bác là chồng. Mà em không có cho gom đến khi nào mà mua được hàng này, hoặc là mình yêu cầu mua hàng này hàng kia nhé. Cứ hai like là nhà em cho đi đơn hết. Nha chị em mình lưu ý. À cái mã này em nói, cái mã này em bị bắn thố nhá. Thiệt luôn á. Trời ơi, bị bắn hố chứ dạ mình ơi, cái này em bị bắn hố này. Này cái nào tối lên từ dân lên 100 ơi quên lộn. Đáng lý ra là bán 101. Xong đi có 95.000 thôi. Áo xanh 45 cho chị còn đúng, Đinh đúng hai cái. Này, kho hai lắm. Cứ chốt đơn xong bán hồi rồi mới gửi đơn. Cứ báo đơn mình cứ nhớ về mày nữa đó. Xong cái đến lúc gửi bill ra, bán hồi gần hết hàng mới gửi bill qua. Ôi sao mình đang bán hố. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Rồi cho nguyên con này. Còn được có hai con thôi. Con này quá là đẹp luôn. Cho những anh nam nào dưới 60 hai con nhé. Còn đúng hai con. Cái nào tối chị nào chưa săn được săn luôn.
còn đúng hai con lỡ rồi hết luôn rồi. Sao dưới 60 còn đúng hai con, em đi luôn trả mình con này giá 95.000, hàng xịn nhá, hàng 220-250.000 á, còn đúng hai con thôi. Chị nào lấy nam xịn size dưới 60 là ok nha, size dưới 60 còn đúng hai con này xịn lắm. Hồi tối cái nào mà đọc tên là có chị ơi, thị xương thun cả. Cái này em bị bán hứa rồi thiệt, nhưng mà hết hàng, hết hàng. Hồi tối coi như là bán còn như gọi là lỗ tiền công lai á, lỗ công lai á chị em mình thôi. Chị đi được một con nha, hồi tối là lai lỗ công đấy, chốt đơn lỗ công luôn á. Cái này xây 75 kg 72 đến 75 kg này. Rồi lên mã 4 ít chung là được, xây to. Cái này 72 đến 75 kg, đẹp lắm luôn á chị em mình ơi. Hồi tối lai không công á, lai như hết rồi, còn có mấy cái nên thoát rồi nè chị em mình ơi. Rồi cho nguyên mã này mã 4X 72-75kg ok luôn, còn được 3 con 95.000 chị ơi, lên size cho em. Cái này em còn có 3 con thôi. Rồi lên mã nam xịn lắm. Mua em nói là mua con này đi mua cho chồng đầu 220-250.000. Rồi cho nguyên con này. Hai ông mua ít cho chị đi đi. Còn một con 4X, chị nào lấy 4X comment 4X chung là được. 4X mã này, màu này. Rồi cho nguyên củi hồi hồi sáng cho hết trắng. Rồi size 65 đổ về, có 3 con màu trắng. 65 đổ về, chị em xem like cố gắng tương tác với chị em rồi. Giá đi chị em 95.000 nha. 1, 2, 3, 3 con xây 2 55kg hồi nãy hết rồi. Rồi trắng này Nguyên có 3 con. Trắng này đúng 3 thôi nha, chị nào lấy trắng cầm em trắng chung là được. Đúng 3 con. Còn một con đây em, xây 4 đây em. 72 đến 75 vô tư mà. Rồi cho nguyên con này 65kg đổ về, còn đúng 3 con. Ra xịn lắm luôn. Có 3 con màu trắng nha. Size 2, size 65 đổ về, đẹp xịn sò. Áo nam cho chị Phương Trần. Cái này là em bán bị hố mà. Tự dưng 69 cho size to. Cho chị Liên Kim, Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Rồi chị Ti Ti. Màu trắng hết rồi chị. Trắng hết rồi. Con này còn đúng con thôi nè, trắng cách chốt rồi chị. Con này còn, mã này còn phải không, hai con rồi. Mã này còn hai con size to, size 4, một size 3 một size 4 à, một size 3 size 4. Size 3 tầm 66kg đổ lên, 70kg đổ về nha. Và size 4 là size 75kg đổ về, còn hai con thôi. Mã này lên mã ghi cho Nguyên con hai size, ghi này có hai size, size 3 size 4 trắng em hết rồi. Hết trắng thì chị em mình ơi. Rồi lên ghi cho Nguyên kèm size. Không, trắng hết rồi chị. Hết trắng rồi. Hết sần xanh màu trắng rồi. Chị nào lấy ghi comment ghi chung là được. Hết trắng rồi chị nhé. Anh 95.000 thôi. Em bán bị hối giá đó. Rồi chị nào lấy ghi comment ghi chung là được. Còn mấy chị con này lắm hết rồi. Có trắng nha. Trắng hồi nãy cho chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn với lại chị Ti Ti là hết hàng. Ghi 3X cho chị Hợp Nguyễn. Kiểm tra giùm chị cái màu xanh đen này lại có một cái. Xanh đen này còn có một cái. Xanh đen còn có một cái size 4. Size 4X còn đúng một cái size 4. Thì phân lại cho em đi chỉ xong vứt. Rồi cho nguyên con này đi. Xanh đen này có đúng một cái thôi. Chị nào lấy xanh đen lên xanh đen nhé. Size 72 75 vô tư. Xanh đen có một cái duy nhất. Cầm thì cái to trong đó size màu gì. Màu ghi này còn 3 cái. Xanh đen cho chị Ti Ti. Cứ để phân size ra thôi. Đây vậy, không, 72 kg cũng được chị. 72 kg cũng được mà, size 4 này. Rồi ghi này còn được 3 cái. Ghi này còn được 3 cái, size 4. Cho chị Thi Phương Nguyễn. 70 đổ lên, 75 kg đổ về có size. Nha. Không có size 2 chị ơi. Cái nào không có size 2. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nè. Như ngữ nghỉ 2 ngày không không like, không có khớp rơ đúng không? Không vô rơ, không vô gùn đi trơn ấy. Chứ làm gì không hiểu. Phân cái size ra thôi chứ làm gì có không hiểu. Phân màu phân size thôi chứ gì. Tự nhiên ôm lại cầm đang cầm màu mà hỏi họ cái này màu gì? Là màu gì? Rồi nhá, chị nào lấy ghi comment ghi trong em là được, có size to thôi.
nên ghi còn mỗi xe to, chị nào lấy ghi xe to trước, ghi xe to cho nghe đẹp. Cái này còn có cái mà có xả cái hổng không còn. Màu xanh này xe 65. Thấy chị rồi chị ơi. Thấy nhá. Cái này còn có cái xe 65 nha. Rồi lên mã xanh xe 65 cho nguyên là được. Xanh xe 65 cho nguyên là được nhá. Chị nào lấy xanh lên xanh cho nguyên là ok. Xe 65 đổ về có đúng con xanh. Tuy nam em còn. Xanh cho chị Ni Hò. Màu ghi hồi nãy lấy xe 4 địa phương chào. Xanh chị Ni Hò. Xanh hết. Không có size L đâu chị, 1X, 2X, 3X, 4X. 1X, 2X, 3X, 4X. Toàn bộ không có size L. Cái này còn có một cái thôi, size dưới 60. Lên mã số 1. Mã số 1, xíu nữa chị lên lại màu xanh. Em cứ phân đúng màu đó chị thôi. Là chị lên. Rồi trong nguyên cái này con cái, size dưới 60kg là ok. Ôi con này bị dơ rồi. À hàng gì. Con này bị dơ rồi. Cái này bị giặt được như vậy mình á. Tọc bao cái này dơ rồi nè. Đây, lên mã này mã dơ cho được. Có đầy luôn, có đầy set ring đồ đầy luôn mà chị em mình chậm quá nên Nguyên làm biến lắm. Set ring đồ đầy á, hay để cuối tuần đi. Cái này bị dơ nhớ chị em mình nữa, size dưới 60. Cái này em sale luôn đi. À, bán sale 95.000. Lên mã 60 cho Nguyên đi, có 1 cái. Bán tặng nó luôn, bị dơ nhá, bị 1 cái. Mà chị em mình về giặt được. Con này về giặt được nhá. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã dơ cho Nguyên là ok, màu đen như ra. Đen size như thế nào? Size 1. Cái này ra 1 với 4 à. Dơ 60 chút cho kìa. Chỉ có xe 1 với xe 4 à. Rồi màu đen có xe 1 với xe 4. Xe 1 dưới 60kg là ok. Xe 4 là 70 đến 75kg. Dơ 60 cho chị Út. Rồi cho Nguyên con này lên đen cho Nguyên kèm size. Nha chút đen kèm size cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Không có cổ tròn đâu chị. Không có đâu chị. Đen này có 2 size. Anh chỉ về cổ trụ mang tét. Rồi lên đen, dơ em hết rồi. Đen kèm size. Đen 1X cho chị TT. Nha, chút lên đen kèm size. À cho Nguyên luôn cái chảo luôn. Đen 1X cho chị TT. Cho lên cái chảo luôn đi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Hết 60 rồi chị. Thay vì ái mua luôn cái này cho chồng đi. Trời ơi, nó xịn xòi thế này. Em nói em đi hối giá nè. Đen 1X cho chị mình mua không? Bằng giá mà đi số lượng cực kỳ nhiều á. 500 con cả nghìn con mới ra giá này luôn á. Đó. Đó, chị nào lấy cái này lên mã cổ đen kèm để trong hộp cho Nguyên. Để trong hộp cho Nguyên đi. Để trong hộp đi. Kệ hắn. Kệ hắn màu đen là được, cái chữ này khác cũng được. Mỗi cái mỗi cái chữ khác nhau mà. Ok chị. Rồi chị nào lấy cái này mà chị nào chưa có lên luôn nè, em còn số lượng rất là ít. Nha, cái này còn số lượng rất là ít. Đem cho chị đẹp. Cực kỳ nhiều luôn á. Tại mới mua 201.000 cái. Mới vừa mua xong 201.000 cái. Rồi lên mã chảo chung là được nhá. Cái này kèm đơn thì chị nào đang có đơn bỏ kèm cái này nè. Chị nào đang có đơn bỏ kèm nên mua thêm dạ chảo 95.000 con. 95.000. Không có xe, đem 1X kìa em. Này. Rồi lên mã chảo. Xịn lắm chị em mình ơi. Cái này dùng được mọi loại bếp, chảo chống dính luôn dùng em nhá. Nè. Con này hàng xịn nhá chị em mình nhìn nhá. Nhìn nè. Đang mới mua vừa mới mua xong 201. Cho chị áo dài mình. Đi. Mới vừa mua xong 201. Chị Thanh Hồng có 4X cho nha chị. Dùng được mọi là bếp, chị em mình dùng bếp điện cũng được, bếp từ cũng được, bếp ga cũng được. Dùng bếp nào cũng được hết á. Mà đi chị em con này chỉ có 145.000 thôi. Nha chị nào lấy cái này, kích thước của nó là cái này kích thước 20 như vậy mà thôi. 20 nhá. Đấy chị nào lấy chảo. Nhưng mà chị nào mà đã đặt trên trang cá nhân không cần đặt lại nhé. Đặt trên trang cá nhân là nhà em đang chốt ấy. Còn chị nào mà chưa đặt lên trang cá nhân đã đặt bên này thôi. Rồi lên mã chảo cho Nguyên nhá, chảo chống dính cho Nguyên xịn sò lắm luôn, 200 mấy nghìn. Giờ sang cái này là hàng quà tặng của Vinamilk nha, giá đi luôn chị em mình là 145.000 nha, một cái cứ lên mã chảo cho được nha, chảo 145.000, chảo cho Nguyên là được nhá. Chị em mình lên mã chảo cho Nguyên 145.000, chị em mình nên mua thực sự luôn. Đây nè, hàng này là dòng hàng xịn, dòng nào hàng xịn thì chị em mình ơi. Đấy, mới mua xong chứ phải đâu, 201. Còn chị kia mới bảo là chị mới mua xong 220. Trời ơi, up lên xong chị mới mua xong 220. Nhà Nguyên đi chẻo mình 145. Cái này hàng quà tặng của Vinamilk nha, xịn sò. Xịn sò, cứ lên mã chảo 145 nha chị em mình ơi. Cứ lên mã chảo 145 cho Nguyên là ok sò. Người ta bỏ khớp, mình bỏ không khớp ta. Bỏ chéo à.
Rồi chị nào lấy mã chảo. Chảo 145 cho Nguyên là được như vậy không? Còn được ít lắm. Đây là chị nào chưa có. Chị ơi dùng được mọi loại bếp mà. Không, cái nào không có chảo to hơn đâu chị. Chị có kích thước này thôi. Em đi một kích thước. Chị Nguyễn Ly lên là chị giúp em với chị ơi. Cái này là nhập được hàng sale chị em nói. Nhập đường hàng sale, hàng này không phải là thật sự không có hàng sale. Hàng này là hàng quà tặng, hàng không bán ấy. Mà nghe tung ra, tung riêng cái này ra riêng. Đấy. Chứ cái này là hàng quà tặng của Vinamilk, mình mới săn được cái giá này. Còn mình đi mua nè, người ta đúng mua cái hàng này là 201.000 ấy. Giờ săn cái 145.000 thôi. Dùng được mọi loại bếp. Nhà mình dùng bếp nào săn được hết á. Bếp điện, bếp từ nè. Đấy, cái này ở dưới cái đế của hắn là inox 304. Rồi, chị nào lấy cái này lên nhanh đi, có ít lắm. Cái này gọi là kết cấu ba đáy. Cái này mình thấy, mình tự dưng thấy mình mới mua xong giá này, xong kho nó báo giá này hốt luôn chứ không. Không có lăn tăng nữa, nói thật sự là không có lăn tăng nữa. Kho nó báo giá này là hốt luôn thôi. Rồi chị nào lấy chảo cứ lên chảo cho Nguyên nhé. Giá đi chị ạ, mình con này có 145.000 mua 2 cái. Mua 2 cái để dành ngoài dùng. Nha, kích thước của nó là kích thước 20. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chảo cho Nguyên được. 145.000 một cái. 145.000 một cái nha. Ai lấy chảo comment chảo 145 cho Nguyên là ok. Xin ông địa một lon cho tỉnh táo xíu chị. Lon vàng ấy. Lon vàng ấy. Xin bỏ vào đây. Xin bỏ vào đây. Ừ. Bỏ lạm. Rồi nhá, chị nào lấy chảo lên chảo cho Nguyên là được. Rồi tiếp tục đi tương tác đi chị em mình ơi. Eo, cái nào nãy không bán nè. Sao nói bên đây nè, dùng dung. Rồi bốc hàng đi Hiền ơi, còn hàng lẻ gì trong đó tung hết ra đi. Cho ít hàng lẻ trong đó tung hết ra đi. Còn cái bao này sale sao? Em không có. Em like cái loại nào chị em mình thấy ok là chốt thôi, chứ không có. Cái nào mà có em đã sao lên rồi. Cái nào mà có em sao lên cho em để làm gì. Rồi cho Nguyên con nè. Cái này đừng ri thôi. 30 độ lên nha. Chị em mình ơi, cái này 30 độ lên, 38-40 độ về có đúng không ri? 30 độ lên, 38-40 cái độ về là có sai. Uống đi, tắt rồi uống đi. Có nước trong đó kìa. Mẹ em cũng chưa có trong đây. Cứt me, nước đồ nữa kìa. Uống đi cho nó tỉnh táo. Rồi, cho Nguyên lên con này đi. Chị nào lấy cái này lên mã xét cho Nguyên, cái này còn đường ri nè. Cái này còn đường ri nhé. Cái này còn một ri. Đồ lớn đồ diễn tung qua cho em xem đi chị. Đang từng phát kém quá. Ra lên hàng lại lại. Ưu tiên cho khách đang có đơn đi. Gồm cho đủ đơn đi đơn đi. Quần áo bộ cho lên hết. Có size 40kg đó chị nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã set hồng cho Nguyên, kèm cho Nguyên số ký là được. Chốt mã set hồng kèm số ký lên luôn dùng Nguyên là ok nha. Dạ mừng ơi, từ 30 độ lên, 38-40 độ về là có sai. 30 độ lên, 38-40 độ về, thải quần riêng xuống cho em rồi em sale luôn nhá. Quần riêng đi chị, quần riêng đi, quần riêng áo tung rồi đi. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Cái này có một ri duy nhất nha, một ri duy nhất. Còn một ri duy nhất từ 40 cho chị Trần Phúc rồi nè, ok nè. Ủa? 40 chị Trần Phúc rồi nè. Dạ không, em không có quần riêng đùi đâu chị. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nha. Từ dĩ ao ra vô lại đi. Lai trắng 30 độ lên và 38 cái độ về là còn sai. Hồng 40 hết rồi chị. Hồng 40 hết rồi. Rồi ai chưa có chút chị em lên hàng sale thôi. Em ưu tiên cho khách nãy giờ đang có đơn thôi nha. Chị em lên hàng sale, chị ưu tiên lên cho khách nãy giờ đang có đơn thôi. Em cứ mới hàng sale này luôn, ưu tiên cho khách đang có đơn thôi nha. Còn chị nào không có đơn thì em bỏ qua nhé. Rồi cho Nguyên con nè, em bán tặng nó luôn chị em mình con nè. Còn hai con thôi tặng 19.000 luôn. Vì nhiều chị vô không có săn hàng, vô chỉ có săn hàng ví dụ như 19-29 thôi. Cái gì? 36kg rồi em lấy số 12. 12-13 cũng được. 13 cho nó thông thả. Rồi cho Nguyên con này tặng 19.000 luôn. 36 cho chị Trần Thanh Hương nha. Tặng 19, em chốt cho khách đang có đơn thôi. Vì nhiều chị chỉ vô chỉ săn hàng 19-29 thôi. Đây em nói thật sự, chị nào nãy giờ đang có đơn em tặng kèm những con này thôi nè. Đó những cái mã hàng lẻ.
Dạ mình thông cảm nha chị, nào đang có đơn lấy size 10. Riêng nam còn size to. Còn 30 cho chị Minh Điểm. Con này em tặng 19k, áo lửng size 57 đổ về. Lên mã 19, cái này chữ của nó toàn 10 chữ theo, hàng này xã nhé. Lên mã tặng 19 trong là được, cho chị nào đang có đơn. Có chị Sương Thu thế. Chị Sương Thu. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Không chọn màu, em bóc đại thôi chị. Ồ, em bóc đại thôi, không chọn màu nhé, 19 nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Này, hàng xót xịn luôn ấy. Áo dai xót xịn, 60kg ok luôn. 60kg ok, em tặng 19k luôn. Bộ bé xanh 36kg là bộ nào chị? 19 cho chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Rồi cho nguyên con này. Comment mã trắng 19 cho nguyên là ok. Ưu tiên lên khách đang có đơn nhé. Trắng 19k luôn. Rồi rồi lên mã chữ xanh tặng 19 luôn. Nha, chữ xanh tặng 19. Bộ hồng nữa là bộ hồng chứ. Rồi cho nguyên con này lên mã dai xanh 19. Nha, chữ xanh 19. Em không biết luôn cái nó là cái gì á, xong có đơn rồi ghi tên rồi mà bỏ hồn đi. Phương hay là không bỏ đơn. Em thấy ngồi đi. Hai tôi sợ bữa nó nông về quá bỏ hết ngồi đi á. Thấy đóng ngồi đi nè. Cái cá ít phải gom qua hàng kia chứ. Trải ra ngồi đây nè. Rồi lên mã chữ 19k luôn, chút mã chữ 19k cho là được. Comment mã chữ 19k cho là ok. Cái dạ, này trắng 19 cho chị Thi Phương Nguyễn. Nãy giờ chị đâu có đơn đâu. Có đơn chưa? Có nhé, còn không có đơn mất công mua quần cá xong ao ra mất công mất. À, em còn. Em còn nhé, cái này em còn 2 cái. Cái này có 2 con, size 50 đổ về. 50 đổ về em bán tặng luôn. 29.000 2 con. Thay vì sale 39.000 con thì chữ em bán tặng luôn cho chị Minh Điểm. 29.000 2 con. Rồi lên mã 29 cho con là được, 2 con. 29.000 2 con. Chốt hết rồi đây chị mình. Đó, nên em ngại. Ừ. A chu cha mà ơi. Bán cái chi chi rửa. Con này lên mã xịn 69k luôn. Xịn 69k lên mã hãng 69 cho mình là được. Em chốt cho khách này. Cái bao này, riêng bao này em chỉ lên cho khách nãy giờ đang có đơn thôi nha. Còn chị nào không có đơn tạm bỏ qua những cái mã hàng sale như thế này nha. Đó, không phải như thế nào mất công chị em mình vô nhiều, chị vô đúng sang hàng sale xong ao. Cái là để gom biết cái like, một like cái sang xíu hàng sale, cái là like sao không sang xíu hàng sale mà để gom mất công lắm. Rồi ok, có đơn thì em gom thôi, còn chị nào không có đơn tạm bỏ qua con những cái mã hàng sale này. Con này lên mã xịn cho nguyên, cái này dư xịn luôn. Dư xịn luôn. Một con màu vàng size S, size 52 đổ về, màu cam. Size 55 có 2 con, em đi chị em 69k luôn. Chị ơi chọn màu, cái này chọn màu bị 2 size. Nha, màu vàng size S cam size M. Vàng S cam M. Mà em đi chị em bao nhiêu tiền? 69.000. Chị ơi lên size. Xịn hơn cả vô đây em nói thật sự luôn, mua hàng con này về đi. Giá nguyên tác của nó là 335.000. Giá tác của nó 335.000, đi bóc hàng cho em đi chị. Một con váy body này em tặng luôn. Chị ơi chọn màu, sao chị em mình không chọn màu? Hàng có size mà. Hàng có size mà. Em hôm nào lên. Nói hết cái này đi, em sale góc bên này đi. Ủa cái đồng hồ của em nè, nghe nè. Sao con này tặng thôi. Váy body tặng cho chị nào đang có đơn. Nha, váy body tặng cho chị nào đang có đơn. Áo xịn vàng cho chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Body tặng cho chị nào đang có đơn nhé. Nào con. 25.000 đi chị em nữa. Hôm nay 60 ok. Còn 60 ok. Cam cho chị Titi. 25.000 da, chị nào lấy 25 da chốt 25 da cho mình. Comment mã 25 da. Comment mã 25 da chung là ok. Khi mà đồ bé. Bán cho chị Ngô Thị Lợi. Khi đồ bé mà trăm thứ xì như thế này mà tương tác kém em tiếc dễ sợ luôn. Trăm thứ xì đồ bé luôn. Cái này tặng kèm cho chị nào đang có đơn nè. Cái này hàng mấy hàng? Bị gỉ sơ cái này xuống. Hồng 2 giây cho chị Nani. Tầm 55kg đổ về á. Comment mã. Em chỉ chốt cho khách nãy giờ đang có đơn thôi nha. Cái bao này chị chốt cho khách đang có đơn thôi. Lên mã tặng quần thôi. Lên mã tặng quần thôi. Chỉ do những chị nào đang có đơn thôi.
chạy nghe vô. Ô chê. Rồi cho con này 3D. 3D nha. Ui con này đẹp xịn. Size đến 60kg luôn. Size đến 60kg luôn. Cặp 29 nào nãy anh gì thấy ai chốt không mà. Rồi cho nguyên con này 3D, con này bán tặng 29.000 luôn. Ai nhanh có 3D tặng 29.000. Chị nào lấy 3D chốt quần cho chị Yến Mary. Đào lai như có cái gì đó chứ. Đào lai như có gì. Đào lai có cái gì. Có cái 2-3 xe dùng. Chị có đơn chi đâu. Có đơn chi đào lai rồi. Trời ơi cái con này nó xịn. Chảo, chảo cho cô Susule. Ok cô Susule. Mưa nào xíu 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 hết trời. Mưa làm phép quá. Nè mà thôi. Cà phê và nghe cà phê. Mưa nào. Không có giá trị gì cái ly cà phê. Chị không đã, không đã ghiền. Cái gì đã thèm. Ừ. Không đã. Ừ. Không phải do cái sữa đặt uống đã trơn thật ngọt nhiều lắm đã cái nươi trơn không phải bà đi 3D chốt đi 3D cho chị Nguyễn Kim Vương có đơn chưa con này lửng con này 49.000 con này đẹp quá chẹo rồi nè 49.000 con này đẹp quá luôn ý con này hàng 63.000 của nhà chị Nguyên Nguyễn đây Kim Vương không có nha chứ có đơn à không có đơn à rồi cho nguyên con này 49.000 luôn nè hàng này là sale của hàng sale hôm bữa đã sale rồi xong là chị này một cái đơn 4 triệu mấy xong cọc qua 200.000 xong chẳng nói năng gì hết rồi cho nguyên con này 49.000 hàng 63.000 nè đó nha cho nguyên con này 49 hồng luôn 49 hồng luôn nhanh tay cho nguyên 49 hồng đi tốc độ này chậm đâu 49.000 hết 49 đỏ cho chị Thi Phương Nguyễn cụ này cưng thế sẽ to nữa này chậm luôn LV này to lắm 49 hồng cho chị Lem Lọ. Cái này 62kg, lên mã LV 62kg size 3 luôn mà, lụa siêu nhẹ nè 60.000, cái bộ này giờ làm gì còn vậy em đâu. Không có còn đâu. Thiệt, bộ đẹp này rất là. Hôm bữa sale mấy? Sale 69.000 đó. Bộ này đẹp lắm. Rồi đây mã LV. LV cho chị Minh Chương Trần. Em chỉ gom, em chỉ bóc cho những chị nào đang có đơn chưa này. Đó, tặng kèm cho chị nào đang có đơn. Chứ em nói là mỗi like chị em mình vô xíu cái chờ cái nào có hàng sale chị em mình gom vô em đâu có được. Rồi cho nguyên con này. Sale 60 luôn chữ luôn nè, size to nè. Chữ nhá. 60k size to, chị nào lấy chữ chốt chữ cho nguyên được. Size 62 thậm chí 65 là ok. Nha, chị nào lấy cái này lên mã. Chữ cho nguyên là ok. Nha. Sale 60. Chị nào lấy chữ cho nguyên là được, sale 60 luôn. Nhá, chốt nhanh tay mã chữ sale 60. Cái này tặng luôn size 16 hôm nào cũng là hàng lẻ biết mệt ghê á rồi cho nguyên con này hồng size 16 chúng ta kém quá hồng size 16 chốt hồng size 16 cho qua được không đồng hả chưa thì tranh thủ có người chọn hàng thì điều kém dễ sợ. Rồi chị nào lấy hồng trong nhà được. Rồi con này được. Rồi con này size 12 tặng 25.000 luôn. Size 12 tặng 25 nha. Chốt mã size 12 tí tặng 25.000 cho mã 12 tí. Hồng 16 cho chị TMO. Còn con này còn không chị coi còn mấy ký bán tặng luôn. Mai lại lạnh rồi. Mai lại lạnh là có moi ra cho bé mang luôn. Ừ. Trai đang có đơn thôi. Mai lại lạnh rồi lại có con này mo ra hàng Quảng Châu nè còn ít cho lên bán tặng hình như cái này còn bóc cho em like cái đã bà sao đàn ghê á rồi cho nguyên con này giữ nhiệt em còn ít nè chiếc cái đen không có hai cái thì là cái nào chị không có hàng nó không có hai cái đâu nhưng mà cái nó bé gái mà con nó bé gái mà không tặng đâu chị con này em đâu có nói tặng đâu bóc đại đi chị ơi rút màu cho em like thôi trong này đứng chờ
Còn máy cọc chứ đang máy cáp. Thế là không xong lại đi. Có ăn bắp chứ giờ mà đi mà soạn từng cái để lâu lắm. Cái này chị em mình lên nhanh lên mãi giữ nhiệt cho được. Còn mấy mãi giữ nhiệt. Chị nhìn từng này này like thì từng này nhiều chút mà phải lo. Comment mãi giữ nhiệt, con này em muốn tặng luôn 29.000 luôn. Cứ lên cho em số ký là được. Còn 2-3 cọc thôi. Bà tính là chốt luôn trên live, biết bao giờ cho xong. Đang view ít mà còn mà đi ngồi mà phân cái này bốc rất là lâu. Nên là dễ mà lên nhanh tặng 29.000 cá luôn. Hàng này em đang đi 55.000 cá à. Hay là 49.000 cá gì đó. Tặng luôn 29.000 còn mấy cái nha. Cứ này lên cho em số ký là được, tặng 29k luôn nha. Lên mãi giữ nhiệt kèm số ký trong là được. Đi chợ mình 29.000 con nha. Quá là rẻ, hàng Quảng Châu vậy mọi người. Rẻ, quá rẻ luôn. Hàng này em đang đi 49.000 hay 55.000 gì đó. Size bình thường tao nhất là mấy ký? 25. Size tao nhất đến 25 ký, chị nào lên trước là có size thôi. Hàng này còn lẻ không có nhiều. Nha, từ 8 đến 25 ký có size, không chọn màu. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã giữ nhiệt bé kèm trong nguyên số ký là được. Từ 8 đến 25 ký có size. Giữ nhiệt bé từ 8 đến 25. Không dọn chứ dọn trước còn em nói còn mấy cọc rồi đó. Từ 8 đến 25 ký. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên kèm số ký là được. Nha, lên mãi giữ nhiệt từ 8 đến 25 ký là ok. Đấy. Sale luôn chị mình 29 liền. Không cần đọc tên đâu em. Em cứ ghi lại. Em ghi lại có sai bóc không có sai thôi. Còn rồi nó lật hết cái bao hàng nó lên còn cả mớ với nó. Rồi tiếp cái này lên luôn dùng nguyên. Còn có cái nữa đó chị lấy một chút. Có thì sao còn cái nữa đó. Như chị thấy nhìn đó. Rồi cái này còn bộ à. Cái này còn bộ đi chị em 60.000 luôn. Chị ơi kèm số ký. À nó có size. Áo giữ nhiệt là hàng có size. Rồi cho nguyên con này. Cái này còn con cái đây nè. Mua đi mai lạnh ra là có cái mơ ra luôn cho nó mà. Em nói thật sự luôn mà đi 29.000. Không, giả ép. Không phải găng, giả ép con nó hàng cao cấp. Con hàng cao cấp sale ấy. Không có giá đó đâu, hàng đó là hàng sale đó. Bộ hồng này em sale chị em 60.000. Chị đút ngăn đào nó mới vậy. Chị đút ngăn đào lên giúp em thông tin với chị ơi. Rồi cho nguyên con này, bộ cho chị Văn Trần lên thông tin cho em. Chị Văn Trần lên địa chỉ lên số điện thoại lên trên like cho em nhé. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết trên like cho em nha chị ơi. À Huyền, cái chị gì hồi sáng gì kêu ship xuống bệnh viện đó là có hàng chứ Huyền. Ừ, chỉ cần. Rồi cho nguyên con nè. Cái này em còn 2 con. Một con size 57, một con size 62. Lên mã quần nam 49k luôn, còn đúng nha. 49k con quần nam này luôn nha. Ừ, bộ nó size 60. Quần nam còn 2 cái. Nhân view ít nên là tương tác kém nên em chỉ lên hàng lẻ như vậy mà nè. Lên hàng lẻ nhé. Rồi một con size 6 58, một con size 60. Chị ơi lên địa chỉ luôn trên like dùng nguyên với. Comment mã quần nam kèm cho nguyên số ký là được nha. Còn được 2 con. Chúc mã quần nam kèm số ký. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên mã tặng bé cho nguyên là được. 55kg vừa. Chị ơi lên địa chỉ luôn trên like cho em với. Rồi con này size 18. Bác tặng luôn chị em con này 25.000. Con này đẹp lắm nè. Phải con này đẹp lắm luôn. Hàng 49.000 của nguyên còn cá. Đi luôn chị em con này 25.000. Chúc mã 25 cho nguyên là được. Quần nam kèm số ký cho em đi chị ơi. Hàng có size đó. Kèm số ký nha. Hàng có size chị ơi. Mình lấy số ký luôn trên like dùm em đi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Hai cái quần nam thì gian hương hết đi. Cá 25 chỉ nha đi. Rồi cho nguyên con này 39.000 luôn rồi. Phải không ta? Hàng này mình sale mấy sao? Đấy. Hai 39.000. Ok 39.000 luôn. Con này 39.000 luôn. Size 12. Con này lên mã bé. Hàng công ty luôn. Vải xịn mất. Nè. Nha, rồi chị nào lấy cái này lên mã áo bé. Size 12 có 1 cái. Chốt mã áo bé. Size 12 có 1 cái. Rồi cái này còn cái. Hôm bữa soạn tác nữ còn không mày. Còn đâu nữa không? Rồi cho nguyên con này. Đi chị mình con này. Một cái chảo luôn cho chị Giang Hương. Có một cái chảo chị Giang Hương. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này đi chị mình thôi. Bộ nam size to. Bộ nam size to hết rồi. Giờ chỉ có bộ dài. Có bộ đùi luôn ấy. Trời ơi, có năm nào mà bán mà mùa mùa
mùa đông như thế này mà bán toàn hàng, bán toàn hàng. Có hồng gì Bích Vân rồi cho nguyên con này 39.000 luôn. Con này size dành cho chị em mình 55 đổ về, con này chắc đuổi xước 55 ký đổ về nha. Đi chị em mình con này 39.000. Mai lại lạnh, mốt lại lạnh, lạnh để mà lên cho nó khó không khí mùa đông một xíu. Riêng đường hôm nay em gỡ ra em xem, riêng đường cũng còn lại tải hôm nay em mở ra em xem nhé. Ai mà đi Hằng Đông bán toàn hè thôi, lên cho nó khó không khí mùa đông xíu với ai mà. Chảo hồi nãy giờ chị Lê Hoàng luôn kìa, quần cho chị Lê Thảo kìa, chảo ghê chị Lê Hoàng luôn. Rồi trong nguyên con này ngốt, con này đẹp cực kỳ luôn, size 52-55 nha. Đi chị em 55.000 mì xịn á đó. Đó chị nào mà đã mua áo thun thái rồi thì mix những con này vô ra set ngốt, lên mã mì xịn 55k luôn, size 52-55. Chúc lên mã mì xịn chung là được nhá. Bỏ chị Nguyễn Kim Vương với chảo. Rồi còn một cái quần nam size 57, hết đi còn, hết đi chờ lạnh nó ra mới có không khí mà mua. Nó phải lạnh lạnh kia rồi mới có lên, mới có từ từ. Và còn chảo đó chị, còn chảo đấy, con chảo 145 xăng đi chị mình ơi, xăng 2 cái 3 cái về cho nhà mình cái, cho mẹ mình cái, cho nhà mẹ chồng cái. Quần ngủ nó khác rồi đúng không? À, ok chị xưng thôi. Con này lên mã quần nam 49.000, quần nam 49 đây nè, những việc này vô nó lên tinh lăng tăng mọi người, 55.000. Rồi cho nguyên con này quần nam size 57-49 cho chị Quỳnh Như Trần. Rồi cho nguyên con này đi, tiếp tục size 14, từ từ hết rồi, 75kg hết rồi chị ơi, không lên riêng nam hả em? Chợ chợ còn size to không, chả chị Ngô thì lợi cái nữa. Rồi cho nguyên con này mấy chị, 49.000 luôn, quần nam mã em hết rồi, con này 49.000 luôn. Chị nào lấy váy bé size 14 49k luôn hàng, chị em mình lên váy bé cho nguyên đi, chả chị xin thôi hai thái. Ok tình yêu. Rồi cho nguyên con này, ủa con này nhớ chút có nè, có tên rồi mà ta, thấy không, không bỏ đơn đó, đến lúc họ kêu cái ra này. Kêu gì mà kêu gì nữa, nhớ chút đơn rồi đó. Rồi cho nguyên con váy quần 557 nó hết rồi đúng không, cái này cưng ghê luôn á trẻ mình ơi, size 13-14, đứa nào cao ốm 15kg mang được luôn, 29.000 con váy, 29.000, khách chốt rồi chị ơi, quần nam khách chốt rồi, 29.000 con váy luôn, con này cái vải vui đi chị, vải nè, vải vải cho chị Lê Thảo, cái mặt cũng đi nè, có kiểu, kiểu nè, y giống như mì lon nè. Đây nè, cái quần này hôm bữa em có mang cái màu nâu rồi. Rồi xe 50 bán tặng đi, chị em không ăn ngán được. Em ăn không để ý nè ơi, cái kiểu nó như thế này nè. Nè, xe 50, rồi lấy mã quần xe 50 bán tặng thôi. Quần xe 50 bán tặng thôi. Chị nào lấy quần 50, quần xe 50 bán tặng nha, chị em mình lấy mã quần xe 50 là được. Bởi vì Hồ Phượng cái chảo cho chị. Gió lạnh trời. 29.000. 29.000. Ừ. Rồi cho nguyên con nè. Tặng quần cho chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Không có cái màu nào để phân biệt, chỉ có màu hồng mới, chị cứ lọc màu hồng ra cho em là được. Như thế chị cứ lọc, cứ bỏ màu hồng thôi là ok nhá. Rồi cho nguyên con nè. Giờ đi hỏi là nếu phải nó xây 55 đổ về. Con này lên mã, cái này là hàng công ty đấy chị em ơi. Hàng 229.000 này nè, hàng mít nha. Cái này em đi luôn, dạ mình luôn 49.000 luôn. Rồi đây mã sơ mi 49 chung là được. Sơ mi 49. Còn mấy cái chip này đó hả? Hai set à. Rồi đây mã chip cho Nguyên. Còn hai set này là hết rồi. Chip 10 còn đúng 2 set thôi. Chứ nay buồn ngủ hết sao ta? Hàng rưỡi ghê.
Rồi cho nguyên con này chip xịt. Hình như hồi tối cái ai mình lâu quá mình không like, cái hai ngày không like cái nhớ mình quá hay sao, hồi tối có view ghê cao. Cái trưa này cái chán mình rồi cái là view ít. Hà hay sao ấy. Cho nguyên con này nhá, comment mã này lên luôn giùm Nguyên. Comment mã chip con này em đi chạy 8, 9, 10 con nha. Hay là buổi trưa đi đi làm hết rồi. Cho nguyên con này đi, còn đứng 2 set thôi. Bán thằng nó luôn 8, 9 nghìn 10 con nhá. Cái này dễ mình nên mua đi nè. Con màu đẹp dễ mình nhìn cái bảng màu của nó nè. Đẹp xịn. Mua 2 năm mới rồi. Có tới năm mới rồi. Vứt hết mấy cái quần cũ đi. Trong khi đang sale rất là rẻ như này dễ mình mua. Set 8, 9 nghìn 10 con. Ấy còn một con quần ngố nè em nè. Nhưng mà size to, size 60. Quần ngố. Ngố mì á, chứ không phải ngố có tông đâu. Còn là ngố mì nha, mà ông đi trẻ mình là 55 nghìn nha, size 60. Size 3X. Rồi lấy mã ngố mì size 3X chốt. Ngố mì size 3XL nha. Rồi cho nguyên con này 59 nghìn. 59 nghìn cho mã kiểu. Size 50 đổ về à. Em tính lên đồ bé. Trưa nay em thật sự là tính lên đồ bé. Mà em thấy tương tác kém quá chị Nani. Nên là em đổi em lên hàng lẻ của người lớn. Ngố 55 nghìn em. Ngố 55 nghìn. Kiểu 59 nghìn. Kiểu 59 cho chị 50. Là cho nguyên ngon này tiếp luôn. Bao rip kiểu. Bao rip kiểu 55 độ về. Lên mã kiểu chung là được. Kiểu 59K bao rip kiểu. Bao rip. Bo zip, bo zip. Kiểu cho chị tiếp hà. Bo zip. Chị không tin chị lặt hết cái nó ra coi nhiều đông lớn lắm. Thì có cái nào chị bóc cái đó đi. Chị lặt cái chị dồn lại chỗ đi. Chắc chắn còn mà. Kiểu nó kiểu cho 50 rồi đúng không? Hết đi nè. Kiểu nè. Hết đi nè. Thái Nguyên Vũ nè. Đó. Thái Nguyên Vũ nè. Để màn gì nữa? Để màn gì nữa? Rồi quần nam xịn nè. Rồi ôi, thấy cái đẹp rồi đấy. Thấy cái đẹp rồi đó. Cái này thấy cái đẹp rồi đó. Nè, dạ mình ơi. 129 nghìn. Lên mã 115 đi. Hơi bị nhào xíu nhá. Dày là dày như thế nào chị ơi? Nha, cho Nguyên lên con này giá đi, trẻ mình 120, 115 nghìn luôn. Nha, rồi lên mã khoác lên cho Nguyên được, lên hai da xịn sò 40, 60 mau ok luôn. Nha, mà đi trẻ mình 115 nghìn luôn, lên mã LV cho Nguyên được. Cầm lên mã LV, tự nhiên cái đổ thừa trên kính. Rồi, lên mã LV 115 nghìn luôn. Rồi lên mã này, mã khoác lên và những cái con này cưng cực kỳ luôn. 115 luôn, 40, 60 mang ok luôn. Rồi lên mã ô vàng chung là được, dài. Con này lên hai da nhé, còn cái vàng. Một cái màu gạch, 115k nốt luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Vàng gạch. Nha, vàng gạch 115 nghìn, ai lấy chút luôn ta. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, một con quần công sở. Chị ơi, lên màu, lên mẫu giùm em với chị ơi. Lên màu đi chị, em đọc màu, chị chốt màu cho em, con này 55 đổ về. Ô vàng cho chị 50. Nâu có mũ bữa chịu luôn á chị. Chịu luôn á, nhiều hàng quá giờ chị hỏi như thế em cũng biết luôn. Rồi cho nguyên con này size dành cho chị mà 55 đổ về nè. Rồi 55 cho chị về. Trần Thanh Hương 55 nghìn luôn. Rồi lên mã công sở. Không, chị Hồ Yến chưa có. Công sở 55k và size 55kg đổ về. Em nói là nhận không quần ao nam này về, nó là chỉ có sướng tay thôi. Chị nó size kia đây ta. Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, đo giùm em cái này là cái Nguyệt ơi. Nguyệt ơi. Nguyệt ơi. Đo giùm em lại cái này cái. Lặng nữa chị ơi. Tầm xa 32 đúng không? Mệt quá đi. Bộ dài tay nữa còn đài, đợi xíu lạnh xíu rồi lên mới sướng vậy em mà nói. Rồi con này em xem luôn vậy, em 39 nghìn luôn. Giờ đồ lạnh nhiều mà. 39 nghìn. Mai lạnh xuống lại xem đồ lạnh. Nhá.
55 kg đổ lộn sorry 50-52 đổ về. Bà ngồi chốt đơn mà ngồi bà ngóc ra nữa bà, mắc lịch sự. Ông Thái bà nghe ngáp chứ mắc lịch sự chứ. Trời ơi. Ủa lạnh teo rồi à. Bà ngồi kia lạnh teo rồi đấy. Đấy đấy. Sắp lạnh vô tới đây rồi đó. Mới bị cạc đường. Bị cạc đường chưa vô. Rồi nha, con này còn có hai cái. Đây. Nè. Hàng này hàng 79 nghìn nè. Sale luôn chị em mình con này 60 nghìn luôn. Này. Có hai con thôi. Lên mà HD trông là được. 40-65 ok luôn. Sống lạnh đắp mềm ngủ cho sướng. Được chứ. Con này 40-65 ok luôn. Có hai cái màu đậm, cái màu nhà. Con này dạ mình mua đi hai lớp. Sale mấy? 65 gọn luôn. Cái dạ mình ơi. Này. Giờ làm gì săn được con này giá này nữa. Quát nào cho chị làm chục. 79 nghìn đó. 79 nghìn đó. Rồi còn một cái màu nhạt hơn. Xe trẻ mình 65 nghìn luôn. Xe 65. Cái này ngang xe 32. Con quần này em nói là nhận hàng về giật giật luôn ấy. Này. Quần ao nam xịn. Tầm xe 32 vậy mà nói. Này phôm này. Con này đi 59 nghìn luôn. Nhận hàng con này về thì em nói mua mấy trăm nghìn chưa chắc được con quần như này. Mua vài trăm nghìn chưa chắc được con này. Này. Màu nhạt cho nhỏ ơi kìa. Màu nhạt cho nhỏ ơi kìa. Rồi chị nào lấy cái này lên mà ao nam xịn ngang size 32. Mà đi chị em mình 59 nghìn. Chị em mình nhìn nét chưa. Nhìn nè, nhìn cái quần này. Nhìn cái vải này. Cạn chắc vải vậy mình xem. Màu bò bò. Ý là hết quần ngố. Chưa có. Cho chị Yến ra đây con này. Không phải mua không kịp. 59 nghìn. Mua không kịp chứ không phải là quên. Cái là lấy của chị đem về chứ. Chứ đâu phải là mua từng nớ đâu. Mắc cái đều nên chắc tối mai. Đúng rồi, mắc cái đều đó. Nhưng mắc cái đều đó, gần vô tới rồi. Xoay 60. Xoay 60. Chẳng có không khí lạnh, có xíu mùa đông. Chứ ai mặn nắng mít cũng trắng á. Ai mít thằng hàng mệt quá. Rồi con này xoay 60 nha. Bên đây luôn trẻ mình con này 105 nghìn, con này chốt đi. Không còn hàng. Quần ao nam hết rồi trời. Không có còn hàng. Rồi lên mã đẹp cho Nguyên đi. 115 nghìn nha. Chốt mã đẹp 115 luôn. Ui con này. Phát nhanh con này. 40-62 gì chị em mau ok hết. Rồi lên mã len đẹp cho Nguyên đi. Màu đẹp luôn 115 nghìn. Chị nào lấy len đẹp comment len đẹp 115 nghìn cho Nguyên là ok. Eo giờ mà có cái bộ hãng này nữa hả. Nó xịn sò lắm luôn. Xịn sò giả mai 280 nghìn. Size 55 độ về chị em mình mặc ngay cái bộ này. Em nói là bao phê luôn. 495 nghìn. Ôi 18 độ rồi. Mong xuống còn 22 độ thôi là được. À, mong tầm đầu 2 là cũng được. Áo này 115 cho chị 50. Ở đâu ta? 50 ở đâu quên mất ta. Rồi lên mã cao cấp cho Nguyên đi dạo mình thôi. Mua ngay cái mã này kiểu gì cũng tự sắm cho mình cái bộ xịn sò thế này. Mua một bộ hai bộ xịn sò này để dành mang 260 nghìn. Hàng nguyên tác của nó là 495 nghìn. Nha, em đi luôn trả mình con này 260 nghìn luôn đi. Nha. Bán tặng luôn trả mình con này 260 nhưng mà 52 đổ về chị em mua thử cái bộ này về đi. Khách nhà Nguyên mua lần đặt lần 5-6 con không còn hàng. Mua giùm á. Thanh Hóa mà đã lại 18 độ rồi, sắp tới rồi. Rồi trong nguyên mã này là mã xịn đi. Chị nào lấy xịn lấy xịn nha. 260 nghìn luôn. Nhận hàng cái bộ này về đi chị em mình cho nó phê. Nhận cái bộ đồ nó về đi cho nó phê phê. Rồi hàng hoàng về nữa là xong. Cho em ra đảo luôn đó. Bộ này đẹp chưa. Bộ này đẹp chưa. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ này. Cho bé à? Cái này như để ổn phải. Ngố là quần ngố hay là ngố quần dài? Ở đi đâu hết rồi? Một phút không tới chứ đâu hết. Trời ơi, trời ơi. Rồi lên mã Thái xịn con này đi. Đây luôn chị em bộ này 69k luôn. Nha, chốt mã Thái xịn.
40, 60 ok luôn. Toàn bộ là theo hết. Hàng này em đang sale 89 nghìn nè. Còn một bộ xịn thôi nha. Đi giảm 69 nghìn bộ hết xịn. Cái con gió phới mà dẹp không chốt á, hàng 129 nghìn. Lúc like thì có hàng chốt à, thế. Ừ. Lúc like thì không có người, không có hàng để mà chốt. Xong khi mà đã xả ra 48 được, 48 được đã xả ra. Trời ơi. Này toàn bộ cái này là của Thái xịn cho chị Anna Lê. À, bộ nam xịn nè. Bộ này quá xịn luôn, hàng Linh, hàng Quảng Châu. Size này dành cho những anh nam nào 62 độ bì. Đây luôn chị em 79 nhiều luôn. Hai bộ này màu nó na ná với chị em mình nhá. Được hai bộ thôi. Rồi nhá, lên mã bộ nam xịn cho nó được. Bộ này nam xịn này quá luôn á. Hàng Linh, hàng Quảng Châu nhá. À, 79 nghìn luôn đi vô. Thấy không ta? Mới đọc xong 79 nghìn nè. 79 nghìn. Bây giờ lúc nào cũng có chị. Không ít nhiều, nhiều ít đây là nhiều cái. Họ có bia điểm ngân luôn rồi. Không lên riêng được đâu, không lên nguyên ri được đâu chị. Không lên nguyên ri được đâu. Bia điểm ít, không có kém. Nam 79 cho cô Thu Hà. Rồi cho nguyên con này. Bộ bé xịn size 14. Hết rồi. Nguyên len quần riêng nữ 60kg có luôn. Yêu ít lắm. Thiệt cũng làm biến lắm luôn. Rồi con này size 12. Thấy chị mùi mùi. Nhằm size 14. Con này size 14. Size 60kg ký thì giờ có riêng hả. Bộ này em sale giảm 69.000 luôn. Nam 79 cho chị Yến Mary. Cho nó xong nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên bộ bá size 14, 15 là được. Xe 69 hả? 69 nghìn luôn. Cái này chị ơi, cái này mình còn hàng trong đó. Bộ hết hàng lẻ luôn. Bộ Lina hàng hãng. Bộ này bộ cao cấp luôn. Nhận cái bộ này em về nói chị có sướng thôi. 13kg, 14kg. Này chị em. Số 3. Số 3. Trời ơi, cái bộ này. Bộ nam xịn em hết rồi chị em mình nhìn hàng Lina hàng hãng ấy, 185.000 ấy. Mẹ này em đi chị em mình 105 luôn đi. Size 13, 14 chị em mình những cặp quần này. Những cặp quần này. Nó xịn lắm. Chị mùi mùi lên sau chị nha. Lên mã 1 hồi nãy em nói đọc ấy. 110 à. 110 luôn đi. Ôi những cái bộ nam mà sale 6, bộ bé mà sale 69.000 chị em mình đứng đơn. 12, 13 ký. 12, 13 ký chị ơi. Ít quá chứ không em lên hàng hàng còn nguyên ri á, hàng nguyên ri cho nó ấy, hàng nguyên ri đầy luôn mà còn mà vì 13 kg vậy, 13 14 kg vậy ao ra vô lại quá hiền. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 52 đổ về. Con cá lên mã chăn váy bán tặng 39 nghìn luôn. 39 nghìn luôn, hàng 79 đó. Con hàng 79 nghìn đó, ừ. Thì nào lên lên rồi. Ba lỗ xanh lúc nãy có mẹ, em không còn chị ạ. Không còn. Có bộ sắc nát hồi nãy à. Ba lỗ xanh hồi nãy 12, 13 đó chị. 39 cho chị Hồng Liên Hà. 12, 13 đó. Bộ nó bộ cao cấp. Hàng 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 Lina 185.000 mà. Em nó hàng xịn thì chị em mình cứ yên tâm đi. Bộ cao cấp thì chị em mình yên tâm đi. Rồi con này 25k nát đi. Một màu đậm, một màu nhạt, 57kg độ về. Lên mã tặng 25 đi. Nha, tặng 25k. Chị nào lấy mã 25, chúc mã 25. Nha, có một bộ. Bộ bé cho chị Hoa Phan. Nhà em không có dồn nhiều nha chị ơi. Ví dụ trưa này có đơn có ít thì ví dụ chị gom thêm một like tối là ngày mai toàn bộ nhà em xuất đơn. Chứ nhà em không có dồn nhiều. 110. 110. Rồi 25 màu đậm, 25 màu nhạt. Xe 57 đổ về cho phun lửng. Nha, trong mã này là mã 25 màu đậm và 25 nhạt luôn rồi được như vậy mình ơi. 25 đậm và 25 nhạt.
Lên à? Con này em bán tặng luôn nè. Cái này hơi bị giãn dây thun xíu. Hàng này thường chạy 79k anh. Mấy cái này bỏ luôn cho em. Hơi bị giãn dây thun xíu á. Hết rồi chị. Hết cái con 25 rồi à. Con này size cho bé như mình 35-37kg á. Hơi giãn dây thun xíu. Em tặng 19k luôn. Bị giãn dây thun 25 cho chị Mùi Mùi. À mà kéo được mà ta. Họ kéo đó mà. Bây giờ mà đem không? Lên mà kêu giãn dây thun. Ừ, do cái chai đó bà. Mà. Ờ. Thì giãn dây thun. Coi 55.000 đi giãn mình mà. Bà kêu giãn dây thun mà đem lên. Không, bà lấy rồi bà ưa cái màu này. Mà. Không chị, không phải bị lỗi. Ờ đúng rồi. Cục cái dây thun đâu có còn giãn. Bà đi thiệt. Hộp cục dây mà chị cũng mua hai cái nó cũng cục dây đó mà. Ừ, bà đem đó bà kêu. Duyên khùng này nữa. Không vợ 55.000. 55.000 nhé. Hàng đó hàng sale 59.000 sale lỗ đó. Thôi chị nào lấy chốt 55.000. Đem là mấy cái bị lỗi. Mà giờ mới rời vô dây thun đầu lỗi. Thôi con này sale 50 nha, quần đùi sale 50, chân váy sale 50 nha. Từ từ. À chào đó nha chị Mùi Mùi. Quần 55 cho chị Thị Đỗ. Nhắn máu nam mà dành không lại. Có mấy người coi like chứ mấy mày dành không lại trời. Toàn bộ quần này xe 50 hết. 50 kem. 50 kem kéo nè. 50 kem nút nè. 50 chân váy quần đen nè. 50 xanh rêu. Tặng hết 39.000 luôn. Bán tặng hết con này 39.000 luôn. Chị nào lấy mã Hải với Kai like xuống giùm chị xíu luôn em. Nha chị em lấy mã này là mã 39.000. Con này thực sự không còn giá nào mà sale luôn. Hàng ngang 79.000 của nhà Nguyên ấy. Ừ, có xuống xíu. Cho nó diễn không. Lên đúng mã cho em nãy này cho chị em mình chọn màu. 39.000 là rêu nè. Em nút. 39.000 là à hồi hôm qua hả? Em nút nè. Kem nút cho chị Gia Hân Ngô. Kem kéo nè. À, đen chân váy nè. Xanh rêu nè. Xanh rêu lại xuống trang chéo lên đúng mã em đặt mã rồi đấy. Xanh rêu hết rồi. Toàn bộ 50 cái đổ về hết chị. Toàn bộ 50 cái đổ về hết đó. Ngang xe S. Cái chân này xe S còn cái này xe M. Nhưng mà ngang size nhau. Ngang size nhau hết. 39.000 hàng 79.000 bán phạt. Rồi cái gì đây. Mình lấy đen gì tất cả mình. Còn màu trên nữa không? Đấy. Màu gì cũng được cho chị tăng loan kìa. Quần dài nam á. Quần riêng nam á chị. Có xe 36 mà. Có xe 36. Chị phan loan được một cái màu kem hai nút nha. Đây này con xe M đây em nè. Nguyên 2X nè. Hai cái xe M xe 50kg chị em. Còn hai cái xe M này, màu ghi 39.000. Ê dạ em xem like tương tác đi chứ. Không thấy tương tác. Không, còn còn hai cái. Nhưng mà view ít, chị cho em ít quần riêng lưng thun hàng hãng đi. Sao một 39.000 đó. Xe to. Hàng hãng. Quần riêng nam em còn xe to chị. Cái này còn hai cái ghi xe M. Ghi xe M. Không phải. Ghi M cho hàng chị Yến Mary. Hàng hãng túi bì bì túi dẻo á kìa. Nhớ 165.000 mà em xem 139.000 đó. Rồi con này 57 đổ về. Ghi 57. Ghi 57. Đen 57. 39.000 luôn. Trời ơi, tắt tới đi. Rồi còn 2X chứ mấy. Ghi và đen. 2X 57 đổ về là chị em chốt đẹp. 2X lựa nha. Rồi 57. Đen 57 ghi 57. Ghi cho chị Pha.
3 nút size 60. 57 cho chị Nguyễn Kim Vương. Con này 3 nút và size 60kg. Sale luôn chị em, con này 60.000, phải hàng 95.000 đang chạy không? Con này hàng 95.000 nè. Sale nó luôn chạy mình 60.000. Rẻ quá không? Ok chị Nguyễn Kim Vương. Nha chị em, mình lên luôn dùng nguyên con này đen size 60 có một. Đen size 60. Size 3XL công sở 3 nút á. Mà ha, đi chị em mình là bao nhiêu tiền? 59 60.000, 60.000. Rồi lên mã công sở xịn đi. Size 50. Con này phải hai biên nha chị em mình ơi. Hai cái size 50. Hai cái này size 50 cái độ. Đem nó bả cho chị Bích Trâm Huỳnh. 57, 55, 57 được. Hết đi mình còn đáy à. Hết đi bé còn đầy. Công sở 3 nút đó. Cho chị hội 60.000. 3 nút em hết rồi. Con này là vải của nó là vải hai biên. Vậy mình nhìn túi tiếp dùng yên nè. Rồi chị nào vào nhanh có con này. Size 50 độ về em bán tặng luôn chị em. Con này giá lên chị em mình là 55.000 con luôn. Hai biên xịn nha. Vải đã lắm. Lên mã công sở xịn cho Nguyên size 50 độ về thôi. Có đúng hai con. Nha, còn đúng hai con trẻ mình với phong quần. Nhìn hàng cho Nguyên. Hàng trẻ mình đi mua rẻ cũng 140.000 đúng không? Đó, ai lấy cái này lên luôn mã công sở xịn cho được size S hết á. Hai con size S size 50 độ về. Nó hết đây. Đi hồi nào lạnh rồi đây. Hai con size 50 nha, chị nào lấy công sở xịn comment công sở xịn cho Nguyên là ok. Hình như này mình còn đúng không? Nắng lại. Ôi là trời ơi. Chưa qua đèo được rồi. Công sở xịn cho chị Hằng Lê. Đặt mấy trời. Không biết đặt mấy tiền, xe mấy tiền. Hết like rồi chị lên đi chị ơi. Em thấy đơn chị hơi lâu Nguyễn Kim Vương. Rồi. Như hồi nãy xe 55.000. Chạy mình comment cái giá vô dùng đi. Rana. Em thấy có đơn cầu thang lâu rồi phải. Cứ hết like là chị lên chị lấy gì nhá. Rồi cho nguyên con này luôn. Phần tòa ông đọc em hết rồi chị Gia Hân luôn. Phát ngay con này, cái này còn số lượng ít nè. Cái này còn số lượng ít, một set này set 5 đôi lận. Lên mã tắt cho Nguyên mà toàn này chị em mình nhìn. Đẹp không? Màu đẹp không? Tắt chanh cho Nguyên là được nhá, còn ít. Nha em đi combo 5 đôi nè. Giá lên luôn chị em mình là 35.000 hẳn 5 đôi. Nha, trong mã này mã tắt chanh cho Nguyên được mua 5 đôi, mẹ dùng con dùng. 35.000 mà hẳn 5 đôi tắt nè, nhìn cân chưa? Dài nhé. Nè. Nha trẻ mình lên tắt chanh, cái này còn ít này còn được vài set, trẻ mình lên tắt chanh cho mình là được. Giá lên trẻ mình 35.000 nhưng mà là hẳn 5 đôi lận. Này. Thì tính ra bao nhiêu thì có 7.000 đôi, trẻ mình đi ra mua rẻ rẻ là 13, 15, 18.000 đôi. Lên mã tắt chanh cho Nguyên là ok nha. 35.000 một đôi như thế này, nhầm. 35.000 một lối như thế này 5 đôi. Đây, chốt lên mã tắt chanh cho Nguyên là được. Nha, cứ lên tắt 35 luôn Dũng cũng được như trẻ mình ơi. Chạy mình lên tắt 35 cho cũng được. 35.000 5 đôi. Tháng 5 còn. Quần 3 nút em hết rồi, có con gái chứ mấy. Xót lại thôi. Rồi ai lấy tắt chanh. Mùa nào Dũng được con nãy. Không, em không có loại nào lên đến bắp chân hết á. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng mà tắt chanh cho là được. Giá đang chạy mình là 35.000 và hẳn 5 đôi. Tính là có 7.000 đôi. Rẻ quá luôn á chạy mình ơi. Thôi dạy mình tranh thủ chút đi nhá. Đấy. Cái này là gọi là những cái mã này là những cái mã kẹp hàng thôi. Kẹp hàng thôi. Ngực ngoài đó mình còn thôi. Cái hàng này hàng 165 mà chị, quần ống sung 165 mà. Con này riêng sung 165 rồi. Này một con riêng sung 165 này, chị tự cho em lên luôn con này. Con này thôi không cần quảng cáo nhiều nữa dạ mình nhé. Size 60 đổ về ok. Con này không có cần quảng cáo nữa nha dạ mình ơi, vì quá là xịn rồi. Nha, size 60 cho size L. 60 cái size cho size L, con này em đi cho em 165 nhìn còn mấy cái nữa thôi. Nha, rồi lên mã 2 nút size L chung là được. 2 nút size L.
giá đi chạy mình 165.000 nhận hàng con này về mức phê đấy. Ai lấy cái này lên luôn dùng em. Ok, khánh chuyên cắt chân cho mấy mã này lên mã sung phê lờ. Hả? Ống sung chị sung lờ đẹp lắm, con này đẹp lắm con cả. À đây gần hết rồi. Sung lờ cho chị Titi. Cũng không rộng lắm, một xe lắm. Con này thô phê luôn. Rồi đen xe lờ. Đen xe lờ xay đến 60. Cái gì mà nghĩ rồi nữa? Không, tổng xe mở. Đen xe lờ xay đến 60. Tắt cái gì hồi. Ủa chứ bữa nay chị lái ra má. Cái này không có hàng về nên đang chạm mình thôi. Còn bao nhiêu là lái nó thôi. 165.000. Riêng chị ơi, riêng riêng này đẹp lắm luôn. Cái này có kèm phụ kiện trẻ mình ưa thì thắt vô này. Rồi lên mã đen size L. Đen size L giống như là được như vậy. Mình nói size đến 60kg á. Mình mang cái gì được. Cái này mình mang thêm đôi gót cũng được nè. Rồi mình mang giày thể thao cũng được nha. Đen dạ. Đúng mã giúp em với nha mấy chị ơi. Đây mã này là mã đen chung hơn là được. Đen chung hơn. Comment đen chung hơn là được. Size size 60. Đen size 60. Còn hai cái đen size 60 nè. Chị ơi hàng giả nhiều yên tâm. Hàng này rất là xịn. Hàng rất là xịn, em nói hàng xịn, vừa lưng cao vừa giảm nhiều. Riêng xịn chứ không phải nhiều khi lên giá 165.000 vậy mình lăn tăng đây nè. Rồi 55 đổ về. Nhìn lại dùng nguyên pháp này. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái nào mà nguyên lai thường ví dụ như riêng không giả em báo là riêng không giả. Còn này dòng xịn. Chị Béo Thủy chút đơn rồi thì đi rồi á chị Béo Thủy nha. Giờ em không biết em không chút đơn. Ôi. Thôi 55 đổ về thôi. Nha, rồi lên mã riêng mờ chung được. Xanh xây mờ chung nguyên con cái. 55 đổ về là ok. Giá đi có 165.000 con thôi. Chị em mình đi vô shop mua 200 mấy nghìn, 300 mấy nghìn con này. Riêng xịn. Nha, chị nào lấy cái này lên lưng dụng mã này là mã xanh xây mờ. Xanh xây mờ chung nguyên là được. Nha, 55 đổ về. 50 đổ về là chị em mình lấy size S là được. Nha, 55 đổ về chị em lấy size M. 60 đổ về chị em lấy size L là ok. Rồi chị nào lấy xanh đậm đen hồi nãy chị đào trương luôn rồi. Đen chị đào trương luôn rồi. Rồi trong nguyên con này một con đậm và một con màu nhạt size M, size 55 đổ về chị em mình. Nó xịn cỡ nào á mà đi chị em mình chỉ có bao nhiêu tiền? 65.000. À quên lộn, 165.000. 165.000 cho mã này. Còn hai con size M nha, một màu đậm hồi nãy và con màu nhạt này. Cái này còn lẻ lẻ tại vì em đã like qua rồi. Giờ chỉ có rớt mã lại thôi. 165.000. Vừa lưng siêu cao vừa giãn nhiều nha dẹp mình ơi, đã lắm nha. Giá đi 165. Cầm cái con quần 165 xịn sò. Cái này riêng hãng xanh size L làm gì có. Có ở riêng 165 này còn nào size L không chị? Xanh M cho chị Phan Loan. Xanh có xanh đậm xanh nhạt. Xanh có xanh đậm xanh nhạt. Xanh nó xanh đậm xanh nhạt. Cho em xanh kia. Ok em lên cái đó luôn. Ống nhỏ có chị. Ống nhỏ là quần lưng lưng thun thôi. Không có lưng ấy. Chị chỉ còn lưng thun nhá. Hiện tại ống nhỏ chỉ có lưng thun thôi. Chứ này dễ ao ra vô lại 40 mấy view ta. Ok. Rồi con này size đến 60 luôn. Xanh sau là xanh nhạt ấy. Xanh sau là xanh nhạt. Con này đến 60 luôn, size M nhưng mà con nó to. Hàng riêng hãng, em sale luôn chị em mình con này 139.000 luôn. Nha. Rồi lên mã theo. Con sau là con nhạt. Không, không vừa, cũng làm gì lên mang cái xe S thôi. Rồi trong nguyên con này, rồi lên mã hãng trong nguyên còn cá. Hãng này size đến 60kg luôn, 57 60kg ok. Thấy chị Nguyệt Lê nha. 57 60kg ok, chị nào lấy chốt nhanh tay. Còn đen size L, nãy còn đen size L. Ống sung còn đen size L. Quần 139 cho chị Mùi Mùi. Hãng còn đó chị, để em mo ra, từ từ em mo ra. Xanh size L còn cá này dụm nữa, size đến 60. Xanh size L còn một cá size đến 60. Rồi lên mã 2 nút nha. Size đến 60, 165.000. Mua thử con quần này về đi dạ mình ơi. Em đảm bảo là mê. À, nhà người ta đi 200 mấy 300 mấy chứ làm gì có giá rẻ rẻ như nhà nguyên
nha. Chị nào lấy cái này lên mã xanh size L không có. Xanh size L dùng nguyên nhé. Ai lấy xanh size L lên xanh size L. Xanh size L còn nè. Chị nào lấy xanh size L size đến 60kg nhá. Size S nè chị, đây size S đó chị nè. Xanh size L chị Yến Nhi phùng luôn em. Ai phùng hả? Size S. Còn size S nè. Đây có cái size S nè. Ôi cắm đi nhường chị cái vô. Kêu ra đi. Cắm đi nhường chị. Xanh size L còn không? Thấy dỗi. Đó bán nè. Ừ. Rồi chị nào lấy cái này xanh size S, size dưới 50 là ok. Có cái size S. Đây này nó có một cái rồi nha chị. Chị ơi, không có cái nào hai nút ống nhỏ, không có cái nào hai nút ống nhỏ mà đến 60kg đâu. Giờ mà chị có 60kg, chị có riêng hãng lưng thun là có size 60kg thôi. Còn toàn bộ không có cái mã nào em có hết. Đó, chị nào hỏi size S lên size S không chốt. Rồi đen size L, xanh đen size L. Không có con nào hai nút ống nhỏ hết chị ơi. Thế. Rồi cho nguyên con này đậm. Comment đậm cho nguyên được. Đây nè, cho chị Hà đổ nè. Rồi size 55kg. Xanh L cho chị Hà đổ. Còn còn lưng thun thì còn lưng thun bóc ra cho nguyên ít cũng được. Thôi còn riêng hãng, hàng riêng hãng. Con này size M 55 đổ về. Những con này dễ mình mang về thể thao cũng đẹp. Con nào tống kiệu chắc bớt lên kiệu luôn chị hả? Ở ngoài kia là chốt rồi đó hả Huyền? Chắc nó là chốt rồi đó hả? Rồi cho nguyên con này đi. Cái gì? 55 độ về chị nào lấy chốt. Cái gì? Rồi cho Nguyên Hải trẻ mình những con quần. Hết nhãm đi. Chị chỉ xài 62 vô tư. 60-62 vô tư nha. Con này lên mã L chung không được. Hãng 130 mấy. Hồi nãy đi 130 mấy em. 139 nè. 139 nghìn. Những con quần này nó đã lắm. Tắt là chút rồi đó chị ơi. Trong nó mo, trong nó mà có gì ít ít bỏ ra cho em nhé. Rồi lên luôn dùng hãng size L. Hãng L, hãng L, hãng L. Hãng L cho chị Hồng Liên Hà. Cái này còn nguyên một ri luôn nha. S 52, 55. M là 55, 57 ok. Xung hồi nãy lấy size M cho chị Phương Dung Nguyễn đi em. Xung nãy size M á. 55 lấy chị Thi Nguyễn Thị cái nè. Thi Nguyễn Thị nè. Rồi còn 52 đổ về. 52 đổ về. Mà giá em nó đi dạ mình giá này cực sướng luôn, mang hàng mang Tết. Mà không nó mang Tết cái này mang quanh năm. Xuân CM 165 cho chị Phương Dung Nguyễn. Con này 52 đổ về chị em chút đẹp. Hãng 55 đó CM. Hãng 55 cho chị Thi Phương Nguyễn. Rồi 52 đổ về cho CM, CS. 52 đổ về chị em nó sẽ là ok chị em nhìn chắc. Em hãng 55 cho chị Thi Nguyễn Thị, đọc nhầm. Cái này em chạy rất rất là nhiều luôn rồi. Nha chị mình nhìn chắc này nó sướng lắm. Hàng xịn. Ưa chạy hàng hãng như thế này chị em. Hàng này chạy 280.000. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên hãng CS. Hãng CS chung luôn là được. Hãng CS mấy chị ơi, hãng CS. Hàng S. Chị nào lấy hàng S comment hàng S chung luôn là được. Tương tác cho chị em thôi. Xem like cố gắng chấm tương tác thả tim thả like chung luôn rồi. Hãng CS. Đúng nhãi tương tác hả chị em đã lại đi. Rồi con này lên tiếp tục cho Nguyên nè. Con này cưng nè. Lên mã neo cho Nguyên có 1 cái. Size 60-62 vô tư. Neo này 60-62 kg vô tư luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy neo comment neo cho được còn cái à. 60-62 vô tư cho mã neo. Chị nào lấy neo chút neo. Em lấy tới chịu luôn á. Mà vì ít quá à. Lấy tới túi luôn thiệt ấy. Mà view ít quá à, lên xíu nữa đi chị em mình ơi. Cố lên mình ơi. Trong nguyên con này size 62 đổ về. Nha, rồi lên mã neo chung được. Con này quá xịn.
Neo 62 đổ về đi có 139.000 nhận những con này về mới ưng nè. Chị Nguyệt Lê có comment cái gì đâu mà cứ thấy bỏ chị thấy chị không. Tắt là có rồi. Tắt chị comment là có nha chị Nguyệt Lê. Rồi cho nguyên con này, neo đây. Neo cho chị Hồng Liên Hà. Rồi lên mặt theo. Nha, cũng size 60 luôn. Theo size 60 luôn, chốt lên theo size 60 kg là ok. Comment mặt theo size 60 đây. 139.000 cho mã theo, chị nào lấy theo size 60 chốt nha tay. Nha, theo size 60, theo size 60. Đấy. Mấy em nữa. Cái này đài sai luôn. Tao kể chỗ mô trống bỏ lên cửa dùng để biết đường tóc lai chứ phải. Tóc chí đắp không có chỗ. Đài sai luôn. Đài sai luôn. 165.000. S50 đổ về M55 và L là 60. Có 3 size cho cái mã sung này nè. Riêng nam còn có size to chị. 34 35, 36 60 60 nó size L ấy. Size L mã theo. Mã theo chốt luôn rồi. Có rồi. Mã theo cho chị Hồng Liên Hà. Rồi cho nguyên con nè. 165 kèm cho nguyên cái size gì đó bộ nam à. Riêng nam từ từ chờ em xin. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên này. Còn em mã này mã 165 kèm size riêng nam đây nè nhưng mà không còn size riêng lan hết rồi. Coi dùm em cái nó còn size. Mã này em đi trả mình 160.000. 160 coi giùm em trong này còn sai cái nào tốt lên rồi còn lẽ 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 à. Đây có con size 30 34 35 36 đúng không? Cái cọc chị mang chị cầm nó còn mẫu 34 à? Chứ đâu phải một cọc là một size đâu chị. Lúc buồn ngủ luôn á. Nghĩ sao một cọc nó mà một size bao nhiêu ri mà để một cọc nó một size. Hồi tối ai like quần nam size 30 cho chị Ti Ti. Nhưng mà nghĩ làm sao một cọc nó một size được. Quá nhìn cái số lượng là biết chứ. Còn size gì đó. 34, 35, 38. Mã nó còn 34, 35, 36. Còn con cái 30 thôi. Em ao ra em vô lại nhé. Ao ra vô lại đi chị em nữa. Ao ra vô lại đi chị em nữa. Cái gì có 4 máy tiêu à. Cho lên nó cái nào đi. Cho 34, 35, 36 luôn. Ba lăm chị Duy okay, Trần. Ok chị Ti Ti. Ba lăm chị Duy Trần. Ba lăm cho chị Duy Trần. Cái này còn cái à? Size 52, 55 đổ về. Quần hồi nãy còn 29 rồi đó chị em mà nữa. 29, 34. Có mấy mão luôn chị. Còn mão nào vứt qua cho em luôn. Còn mão nào vứt qua luôn cho em. Sướng cái là size đến gần 80kg có size luôn á. Thường em nói mà đi mua chồng cho chồng mình những cái con quần riêng mà 80kg hiếm có hàng. Vừa ít hàng, vừa rất là đắt. Không có hàng mà lại bị đắt nữa chị em mà nói. Con này còn cái, sale luôn 49 như vậy nào nhanh có hàng 79 thì cũng nguyên. Thêm 2 cái 34 rồi chị. Mã nãy thêm 2 cái 34. Cái này sale luôn chị em. Mã này vậy mà lên mã số mã 101 cho nguyên kèm size kiểm tra size đang chị 30 à. Quần 49 cho chị Mùi Mùi. Không có cái nào còn 31 hết chị. Rồi lên mã 101 kèm size. Cái size 31, 10, 12 là hồi tối à em nói là
chị nào cũng 32, chị nào cũng 31, lên cái nào là sạch xanh xanh luôn, không còn cái nào luôn. Rồi chị em mình lên mã này nó đơn giản, nó dễ mang lắm chị em mình. Cái ống của nó chị em mình nhìn đủ size vậy tê. Chị em mình nhìn cái ống của nó nè, không to mà không nhỏ, rất là dễ mang. Rồi chị nào lấy cái này lấy mã 101 nơi càng size nè, cái gì tê đủ size nè, coi còn size gì bớt như vậy size đó. Mã 101 nha, mã 101 kèm size, 101 kèm size, chồng mình mang size gì chị em chốt size đó. Mà xăng, xăng con này chỉ có 160.000 là chị em mình biết. Em nhận hàng đẹp, cảm ơn chị Lê Thị Kim Hạnh nha. Rồi chị nào thích cái này lên luôn những mã này, mã 101 đơn giản dễ mang, không cầu kỳ, mà ống của nó vừa vừa vừa, không to không rộng mà cũng không phải không ống nhỏ, dễ mang lắm luôn. Rồi tình ngô mằng luôn hai con rồi, tình ngô mằng luôn hai con rồi, đi mua mấy trăm nghìn con hàng, giờ sang có sale có cho 160.000. Rồi lên mã 102 kèm size, đại sang chị 102 cũng từng đó rồi. 101 không có 32 đâu chị, giờ không có 32, giờ chỉ có 30 nè, 34, 35, 36 29, 34, 35, 36. Rồi lên mã 102 kèm size, giờ còn 29 nè chị, 29, 34, 36. Cũng 29, 34, 36 rồi. 35 luôn, 29, 34, 35, 36 cho mã 102. Chị nào lấy mã 102 chút mã 102 chung là được nhé. Comment lên mã 102, còn mã nào vứt qua cho em. Ở chị tí tí 2 ri cũng còn đầy ri, còn size nào vứt size đó, còn size nào lấy size đó. Hồi tối cái áo nam cũng xịn, trời ơi, hồi tối là em bị bán hố giá. 102 size 35 chị Nhi chà, không có size 32 chị, à, không có 28, 29 là nhỏ nhất. Cắm sạc luôn cái dây luôn chị, cái dây Dung à. Dung, Dung ơi, cho chị bên này bây giờ. Chị Nhi chẳng không có xe 35 nha. Bên mua nữa. Cái kêu khách mà giống như nạt khách chị cái chứ. Cái nạt đâu chở. Nói bình thường mà nạt nạt nè. Nhỏ nhẹ xíu nè, to chứ không cần phải là phải thét lên như thế. Không nghe được. Thế? Hơi rộng xíu. Cũng được, hơi rộng xíu. Áo nam mà em bán xong em buồn quá, bán hết em buồn quá, còn mấy trăm áo em bán xong. Lỗi tại làm chưa về thôi. Rồi lên mã. Hả? Mã này à? Mã này chỉ có 34, 35 à? 36, 34, 35, 36. Lên mã 93 kèm size. Ôi hiếm khi nào có size đến 80kg, còn 80kg vô tư. Rồi nhá, lên mã này là mã 93 kèm size. 93 kèm size lên luôn dùng nguyên nhá. 34, 35, 36. Còn mã nào nó không cho lên nó luôn, qua mẫu. Rồi ao ra vô lại nhá. Có năm nó lại còn cả cái màu nó đẹp vậy. Hàng coi giảng đẹp vậy, hàng em nói hàng xịn, em nói đi mua thật sự. Chị mua hàng nhà em là chị về chị coi, chị so sánh ở giá ở ngoài chị biết. Nhiều khi mình nghĩ mua gì cái quần có 160.000 đúng không, ra mua mấy trăm nghìn, con nào cũng có độ coi giảng hết chị nè. Nhìn nè đó, thấy chưa, không phải hàng khô đâu, hàng đẹp hàng xịn hết á. Rồi chị nào lấy cái này, mã 93 này lấy xe 36 thì như hình chị, chồng chị mang xe gì lên xe đó giùm em. Mã này lấy xe 36 thì như hình giùm em chị. Mã 93 á chị. Mã 93 á. Em cầm cái này 36 nè. Đây con cái 36. Chồng mình mang xe gì chốt xe đó nha, còn mã nào anh chị? Đây. 32 không còn. Mã 93, 34 còn không chị? Tư không có à? 93. Mã 93, 34 chị Ti Ti. Rồi trong nguyên mã này là mã 99 kèm size. 99 size gì chị? 29, 30, 34, 35. 29, 30, mã 99 này hiện tại nguyên có này. 29, 30, 34, 35 nha.
Đây mã 99 luôn nè, 31 không có. Đến ba mã này có 30 nè. Mã 99 này hiện tại có 29, 30 nha. 34, 35, 36. Đấy, chị nào lấy mã 99. Ống thì chạy mình. Nó đơn giản lắm, dễ mang lắm luôn ấy. Cái này đâu có kén ai đâu. Trung cũng được, trẻ cũng được. Mã 99 đủ size. Đủ size vậy ti. Rồi ai lấy mã 99, ta lấy mã 99 cho Nguyên là được nha chị em mình thôi. 99 kèm size nha. 29, 30, 34. Hết 29 rồi. Rồi ok, hết 29. Còn 30, 34, 35, 36. Rồi ai lấy cái này lên mã 99 cho Nguyên là được. Còn mã nào nữa không? 30 cho chị Hoàng Thị Hồng kìa. 30. Hết 30 luôn. Hết 30 luôn chị. Còn cái mã nào chị Hoàng Thị Hồng đây này chị giúp em với chị ơi. Mã này nè. Còn 34, 35, 36 đúng không họ vậy? Lên địa chỉ luôn trên like cho em với. Mã lên mã 101. Hết 30. Hết 30, ôi. Mã nó hết 30, còn mã nào còn 30 chị? Bây giờ tối em lên rồi. Hồi tối đã lên like rồi. Nè, xịn xò cái này à. Mà hả, đi chị em. Xe máy mà to này. Mã 103 đúng không? Mã 103. 34, 35, 36. Mã 103 có 34, 35, 36. 36. Rồi chị em mình lên mã 103 cho người được. 34, 35 và 36. 101, hồi nãy 101 còn 31 không trời. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Hết rồi. Chị không còn mua cho nhỏ á. Một cái xa 29 mã này 31 hoặc 31 cái này còn con cá là xa 29 lên mã 102 xa 29 rồi lái rồi ao phát vô lại đi chị em mình ơi 42 đi có lai quá nha ao ra nhé chị em mình ơi ao ra vô lại nhé chưa lai mà đấy chưa lai để đó lai tiếp cứ để đó đi bộ gì để cho người ta like bưng ra người ta chưa like mà hết ra đây like ra đây like giùm cái 102 có một cái thôi nha chị vô ta like nhá vô đi nữa nè ở ra đây mà like nè rồi con này có một cái like đi cho mình đỡ đi đâu cũng có người ở nhà like thiệt cái chứ dạ cho mình để em like 103 xe 35 còn chị 103 đó ngồi đây bốc hàng like chứ ai làm gì mình đâu sợ lắm 103 xe 35 cho chị Nhi Trần 30 em hết rồi còn quần nam nào size 30 lấy chị làm gì còn giờ tối đã like rồi thay mau ra chị mình vô tiếp chứ làm sao